Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mời mọi người ngồi. Hôm nay đó định mà mọi người học cái từ rất là quan trọng là từ jhana là thiền á. Nhưng mà bởi vì từ jhana nó nằm núi nó cái loạt bài này là cả cái từ chữ vân dây. Định á là mình học lại cái chữ đọc cái chữ jhana là chữ rất quan trọng ha, là chữ thiền đó. Nhưng mà vì chữ jhana nó nằm trong một cái loạt văn chữ vân dây trong cái bài này cho nên mình in ra nguyên cái bài này luôn. Thì trong này đó là cũng những cái khái niệm kia đó thì nó cũng cũng là những cái khái niệm mà mình cần phải biết. Cho nên ở đây là mình sẽ có từ đầu tiên là từ jati là sinh ha. Rồi mình có từ javana là tốc hành tâm. Sau đó mình có từ jhana là thiền. Và cuối cùng là từ jiva là sinh mạng. Bây giờ mình đi, quý vị đã có bài rồi phải không? Mình đi từng từ một ha. Rồi. Bây giờ mình đi đâu? Chữ đầu tiên là chữ jati. Jati, birth, comprises the entire embryonic process, beginning with conception and ending with parturition. The birth of beings belonging to this or that order of beings, their being born, their conception, okanti, and springing into existence. The manifestation of the group's corporeality, feeling, perception, mental formations, consciousness, the acquiring of their sensitive organs, this is called birth. D22. 4 years conditioning by the prenatal karma process, karma phava, si patichasamapada, and patisanti. Ở đây mình có một số từ mới để giải thích qua rồi mình đi trở lại ha. Embryonic. Hey. Nó là tính từ, có nghĩa là thuộc là phôi hoặc là giống phôi hoặc là con trong phôi thai. Danh từ của nó đó ở đây quý vị sửa lại giùm ha, thật ra đây là không phải danh từ. Embryo đó mới là danh từ, còn embryonic là tính từ. Về việc trong câu này embryonic process ha, là tiến trình phôi thai. Rồi mình gọi danh từ là parturition. Parturition là sự sinh đẻ hay là sự sáng tạo. Order thì thường á, cái từ order thì mình hay hiểu là nó là trật tự hay thứ tự ha, nhưng mà trong cái bài này đó nó còn có nghĩa là giai cấp hay là phân là loài, chủng loài. Động từ to spring có nghĩa là hiện ra, nảy ra hay là xuất hiện. Động từ acquire là giành được, thu được. Và ở đây mình có một cái tính từ prenatal là trước khi sinh. Natal là thuộc về sinh và pre là trước ha. Nó là prenatal, tính từ có nghĩa là trước khi sinh. Bây giờ mình đọc qua những cái từ mới này trước ha. Embryonic. Embryonic. Parturition. Parturition. Order, order, acquire, acquire, prenatal, prenatal. Bây giờ mình vào mình đọc cái từ này ha. Jati,
birth comprises the entire embryonic process beginning with conception and ending with parturition. Parturition. The birth of beings belong to this or that order of beings. Their being born, their conception, and springing, and springing into existence. The manifestation of the group's corporeality, feeling, perception, mental formations, consciousness, the acquiring of their sensory organs. This is called birth. For its conditioning by the prenatal karma process, karma phava, si paticca samuppada, pati santi. Quý vị thấy ở đây là cái từ jati, jati là sự sinh. Thì sự sinh này đó nó nằm trong 12 lý, 12 chi của lý duyên khởi đó, là hữu duyên cho sinh rồi sinh duyên cho lão tử đó. Thì cái sự sinh này được định nghĩa ha như thế nào? Thì chỉ jati là tiếng Pali và tiếng Anh dịch thì chữ tiếng của chữ này là chữ birth, là sự sinh ra. Hay mình dịch là sinh thôi cũng được ha, sinh. Thì sinh đó được định nghĩa như thế nào? Comprises là bao gồm. The entire embryonic process. Entire là toàn bộ. Process là tiến trình. Embryonic là phôi thai. Như vậy nó bao gồm toàn bộ cái tiến trình phôi thai. Beginning with conception. Conception là sự thụ thai. Như vậy là nó bắt đầu với sự thụ thai. And ending with parturition. Và kết thúc với sự sinh đẻ. Như vậy là đối với chúng sanh thai sinh, giống như là loài người đó. Thì như vậy sinh không phải là chỉ có đồng, cái động tác mà sinh ra mới gọi là sinh ha. Mà như vậy nó là nguyên một cái tiến trình phôi thai từ khi bắt đầu thụ thai đến khi sự có đến khi mà được sinh ra, đến sự sinh đẻ đó, thì cái đó được gọi là jati hay là sinh. Rồi tiếp theo ở đây đó là đoạn tiếp theo thì trích từ trong D22, tức là kinh trường bộ số 22 ha. The birth of beings là sự sinh của các chúng sanh. Belonging to this or that order of beings, thuộc về chủng loài chủng sanh này hay chủng sanh khác, thuộc hoặc là mình có thể nói là thuộc về các chủng loài chủng sanh khác nhau. There being born, sự được sinh ra của chúng. There being born là được sinh ra, và sự được sinh ra. Their conception, sự thụ thai. And springing into existence. Và xuất hiện, mà mình có thể nói là và sự springing tức là xuất ra, nhảy ra mà lại ra vào sự hiện hữu, thì mình có nói là sự ra đời.
springing into existence, sự ra đời. The manifestation of the groups. Manifestation là sự biểu hiện. Sự biểu hiện of the groups, của ngũ uẩn. Sự biểu hiện của ngũ uẩn. Mở ngoặc đơn thì quý vị thấy là tên cái nắm của uẩn này là hôm qua mình mới học xong rồi ha. Corporeality, sắc, feeling, thọ, perception, tưởng, mental formations, hành và consciousness, thức. The acquiring of their sensory organs. Acquiring là sự đạt được. Sensory organs là các giác quan. Sự đạt được các giác quan. This is called birth. Đây được gọi là sinh. Four is conditioning by the prenatal karma process. Karma phava. Chữ conditioning là duyên ha. Về cái việc là nó được duyên. Four is conditioning. Về cái phần for ở đây là về phần ha, về cái phần nó được duyên bởi prenatal là trước khi sinh và karma process là mình có thể nói là tiến trình nghiệp trước khi sinh, mà tiến trình nghiệp trước khi sinh thì được gọi là sinh hữu. Mình nhớ đó, hữu đó, không biết không trừ quý vị có học không, mà hữu á, ví như ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, thì hữu nó có hai phần gọi là nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu là karma phava, là cái này này ha, karma phava là nghiệp hữu, và cái sinh hữu là upati phava là cái cảnh giới tái sinh. Thì ở trong đấy đó là nói tới nghiệp hữu. Như vậy đó là về cái việc á, về cái phần mà nó ở đây là sinh á, sinh được duyên bởi nghiệp hữu. Về phần sinh được duyên bởi nghiệp hữu trước khi sinh thì hãy xem cái bài, cái bài là paticca samuppada. Bài này mình đã mới học xong và học kỳ trước rồi. Và phải xem thêm cái phần cái từ patisanti là tái sinh thức. Bởi vì muốn đi tái sinh, muốn sinh là phải có cái tái sinh thức trước. Nó mới đi tái sinh thì khi đó mới có sự sinh ra. Bây giờ mình qua cái từ tiếp theo là từ javana. Javana là một cái khái niệm về của Atidam, của vị diệu pháp ha. Nó một nói về cái tiến trình tâm. Nếu như mà quý vị mà ai mà có học vị diệu pháp thì biết rằng cái tâm, cái giai đoạn Javana nó rất là quan trọng trong một tiến trình tâm. Bây giờ mình đọc qua trước rồi ghi vào trong thì có thể giải thích thêm sau ha. Javana, from Javati to empower, impulsion is the phase of full cognition in the cognitive series. All perceptual process, citta vitti, si vijnana kicca, occurring at its climax, if the respective object is large or distinct. It is all at this phase that karma is produced, that is, wholesome or unwholesome volition concerning the perception that was the object of the previous stages of the respective process of consciousness. There are normally seven impulsive moments. In mundane consciousness, Lokya, any of the 17 karmically wholesome classes of consciousness, or of the 12 unwholesome ones, may arise at the phase of impulsion. For the arahat, however, impulsion has no longer a karmic, that is, rebirth-producing character, but is a karmically independent function, kriya.
There are further eight supermundane classes of impulsion. The four impulsive moments immediately before entering an absorption jhana, or one of the supermundane parts, magga, are the preparatory parikama, approach, upachara, adaptation, anuloma, and maturity moment, gotrafu. In connection with entering the earth kasina absorption, they are explained as follows in Visuddha Magga 4. After the breaking off of the subconscious stream of being, Pavanga Sota, there arises the advertence of the mind door, Mano Dwara Vachana, taking as object the earth kasina, while thinking earth. Thereupon, four or five impulsive moments flash forth, amongst which the last one, maturity moment, belongs to the fine material sphere, Rupa Vachara, whereas the rest belong to the sense sphere, Kama Vachara. Though the last one is more powerful in thought conception, discursive thinking, interest, rapture, joy, and concentration, then the states of consciousness belong to the sense sphere. They are called preparatory parikamma samadhi, as they are preparing for the attainment concentration, appana samadhi, approaching upachara samadhi, as they are close to the attainment concentration and are moving in its neighborhood, adapti, anuloma, as they adapt themselves to the preceding preparatory stage and to the succeeding attainment concentration. The last one of the four is called matured gotrafu. In a similar way, the impulsive moments before reaching the divine ear are described in Visuddhi Magga 13. Quý vị thấy đọc cái đoạn này á, nó toàn cả là từ phát tư mới rất là nhiều và những cái khái niệm cũng rất là mới đối với quý vị. À, vì đây là những khái niệm trích từ trong cái tiếng trinh tâm ở trong bộ mà thẳng pháp tập yếu luân đó. Mình cứ đi từ từ thôi ha. Đầu tiên mình có cái phần tư vấn trước. Hả? Cô nói sao? À, cái này là bởi vì của bài trước cho nên không có bôi đen. Thì chắc là lát nữa sẽ chỉ cho quý vị tư nào, quý vị đánh dấu nhấn phía trước cũng được nha. Bây giờ mình để giải thích qua phần tư mới trước. Ở đây mình có cái danh từ impulsion. Chữ impulsion á, là sự đẩy tới hoặc là sự thôi thúc hay là xung động. Thì cái từ impulsion ấy là họ giải thích cái từ javana phía trước đó, tiếng Pali, mà chữ impulsion nó đi ra từ động từ to impel, là đẩy, thúc ép hay là buộc tội. Phase là giai đoạn hay là thời kỳ. Mà để như trong vật lý đó thì mình có cái từ pha. Bên gọi là điện hai pha, ba pha đó ha. Thì chữ pha này đi ra từ chữ phase. À, tiếng Pháp thì đọc là phase. Còn tiếng Việt, tiếng Anh là đọc là phase. Là giai đoạn hay là thời kỳ. Cognity, tính từ. Còn đây là liên quan đến nhận thức. Cho nên cognity series ha, là một cái chú ý những cái nhận thức. Thế mình còn gọi là một cái tiếng trinh tâm. Cognity ha. Cognity liên quan đến nhận thức. Perceptual là thuộc về trí giác. À, mình có từ perception. Ngày hôm qua mình học á, quý vị thấy chữ perception là tưởng đó. Ha, perception là tưởng. Thì hôm qua mình có nói tưởng có nghĩa là trí giác. Cho nên bây giờ từ perceptual tỉnh từ có nghĩa là thuộc về trí giác. Climax, danh từ, có nghĩa là đỉnh cao, điểm cao nhất. Respective là tương ứng hoặc là riêng từng cái một ha, tương ứng. Impulsive, chữ impulsive hồi nãy chữ impulsion là danh từ, thì bây giờ impulsive là tính từ,
vừa nghĩa đẩy tới thôi. Absorption, absorption, absorption á, từ này là chữ chữ thiền đây, các tầng thiền. Nguyên của đầu nghĩa của chữ absorption á, trong từ điển là chữ sự thu hút, sự say mê, sự miệt mài. À, nhưng mà trong Phật học á, thì chữ absorption là các tầng thiền. Preparatory là chuẩn bị, dự bị, tỉnh từ. Approach, approach là sự đến gần, sự lại gần. À, và trong trong thiền á thì có một cái giai đoạn mà gần tới định thì gọi là cần hành định. Cho nên cái từ cần hành này á là cái từ, à, quý vị thấy chữ tân thiền là cái từ quý vị gạch dưới này ha, rồi từ cần hành là cái từ quý vị gạch dưới này ha. Rồi mình có từ adaptation. À, adaptation, adaptation là sự tra vào, sự lắp vào, sự thích nghi. Thì trong đấy đó nó có nghĩa là thuần thử ha. Anuloma, thuần thử là từ quý vị gạch dưới, nào là từ Phật học. Thuần thử. Mình có từ maturity. Maturity. À, nếu như quý vị tra từ điển là chỉ có nghĩa là tính chín, thành thục hay là trưởng thành. Nhưng mà trong này đó nó đi dịch của từ gotarafu có nghĩa là chuyển tánh ha. Từ từ chuyển tánh là từ gạch dưới. Earth casino. Mình có từ casino là biển xứ. Biển xứ tức là một cái dụng cụ để hành thiền mà mình biển nó rộng ra khắp là đan cái đề mục đó để mà hành thiền chỉ đó. À, mà biển xứ đó làm bằng đất thì gọi là biển xứ đất. Earth casino, biển xứ đất. The subconscious stream of being. Đây từ này là dịch ra từ chữ Pavanga Sota. Thì từ này được dịch là tấm hữu phần hay là tấm hồ kiếp. À, từ này là từ Phật học. Quý vị gạch dưới từ này. Advertence of the mind. At the mind. Advertence là hướng về. Mind là ý môn. Mind là ý. Một đó là cửa hay là môn. Như vậy, advertence at the mind là ý môn hướng tâm. À, đây là từ Phật học nha. Flash. Flash là lóe sáng, vụt sáng, chiếu sáng. Ví dụ như là trong này có trong lightning flashes across the sky. Lightning là chớp ha, chớp nó lóe sáng trên bầu trời. À, hoặc là chữ flash nó cũng có động từ, có nghĩa là chợt nảy ra hoặc là lóe lên. An idea flash upon him. Anh ta chợt nảy ra một ý kiến. À, thì chữ flash nó là một động từ. Fine material sphere là dịch từ chữ rupa vachara. À, thì chữ rupa là sắc, mà sắc ở đây không phải là sắc bình thường mà nó là fine material, sắc mà đẹp, sắc mà tinh tế đó. Cho nên cái từ từ mà cái con chữ sphere là giới, là lãnh vực, quốc độ. Cho nên chữ fine material sphere mình dịch là sắc giới. À, quý vị gạch giới từ này, sắc giới. Sense sphere từ tiếng Pali là kama vachara, ha, là dục giới, gạch giới từ này. Rồi tiếp theo là mình có cả cái thiên chi này. Thought conception, à, là tầm. Thought á, thought là suy nghĩ, mà conception là khái niệm, ha. Suy nghĩ, khái niệm về suy nghĩ, khái niệm hoặc suy nghĩ đó, thì tâm á, tâm là suy tư thôi. À, cho nên thought conception tức là tâm. Discursive thinking là tử. À, tử tức là suy nghĩ mà nó có cái tính chất mà nó chủ mục, nó dạng sạc vào á, thì gọi là tử. Interest. Interest là sự quan tâm. Đồng nghĩa ở đây là chữ rapture, là hoan hỷ. Cho nên chữ interest là dịch từ tiếng Việt là chữ hỷ. Tiếng Pali là piti. Joy. À, chữ là đi ra từ chữ Pali là chữ sukha, mà tiếng Việt mình dịch là lạc. Và concentration là định. À, gạch dưới từ đó ha. Mình có preparatory. Preparatory concentration. Ở đây là thiếu cái chữ concentration quý vị nha. Quý vị thêm gạch cái chữ concentration mà hàng dưới đó. Ở giữa đó, hàng trên cũng thiếu chữ concentration mà hàng dưới cũng có thiếu cái chữ concentration. Chỉ có cái chữ ở giữa mới có. Thì quý vị móc lên một cái ha. Preparatory concentration. Là dịch ra từ tiếng Pali là parikamma samadhi. Samadhi là định, parikamma là chuẩn bị. Cho nên gọi là định dự bị.
Định dự bị hay còn gọi là sơ định. Rồi attainment concentration. Attainment tức là đạt được rồi. Tức là an trụ được vào định rồi thì gọi là định an trụ. Hay là định an chỉ. Ha, có khi gọi là định an chỉ. Chỉ là dừng lại đó. Định an trụ hoặc là định an chỉ. Và mình có approaching concentration. Dịch ra từ tiếng Pali là chữ upachara samadhi. Upa là gần, chara là đi. Cho nên mình dịch là cần hành. À, samadhi là định, cần hành định hoặc là cần định. Quý vị móc thêm một cái chữ cần hành á, hành á, chữ hành là mở ngoặc đơn. Cần hành định cũng được mà cần định cũng được. Bây giờ mình đọc những cái từ mới này ha. Impel. À, anh lờ đằng sau mình uống lưỡi ha. Impel. Impulsion. Âm sơ này mình đọc âm sơ, quý vị thấy không? Nhìn cái phiên âm về sau đó. Chữ sơ ha. Mình đọc là impulsion. Phase. Tiếng này đọc âm dơ này, chẳng phải âm sơ, phải sao hả? Phase. Cognitive. Nhận chữ đâu? Cognitive. Cognitive. Perceptual. Perceptual. Climax. Climax. Respective. Respective. Impulsive. Impulsive. Absorption. Absorption. Preparatory. Preparatory. Approach. Approach. Adaptation. Adaptation. Maturity. Maturity. Earth Cassina. Earth Cassina. The subconscious stream of being. The subconscious stream of being. Advertence at the mind door. Advertence at the mind door. Flesh. Flesh. Fine material sphere. Fine material sphere. Rupa vachara. Sense sphere. Sense sphere. Kama vachara. Thought conception. Thought conception. Discursive thinking. Discursive thinking. Interest. Interest. Rapture. Rapture. Joy. Joy. Concentration. Concentration. Preparatory concentration. Preparatory concentration. Parikamma samadhi. Attainment concentration. Attainment concentration. Approaching concentration. Approaching concentration. Upachara samadhi. Rồi, mình trở lại với bài. Javana, Javana, từ động từ Javati, có nghĩa là xung động. Xung động, to impel, xung động, hay là thúc đẩy. Um,
Impulsion. Thế chữ Javana người ta dịch ra tiếng Anh là impulsion. Thì impulsion á, mình dịch là xung động hoặc là từ này đó. Mà trong sách thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là tốc hành tâm. Tốc hành tâm, tâm mà chạy nhánh á. À. Tốc hành, tàu tốc hành đó. À, nghe lạ ha. Tốc hành tâm. Chắc nghe lần đầu nghe ha. Đúng rồi. Tốc hành tâm. Nghe lạ quá ha, tốc hành. Giống như tàu tốc hành, xe tốc hành á. Bố kiện tốc hành á, thì đây là tốc hành tâm. Thì tốc hành tâm là gì? Để giải thích này ha. Is the phase of full cognition. À, là giai đoạn. Nhận thức hoàn toàn. Full cognition. Giai đoạn nhận thức hoàn toàn. In the cognitive series. Trong tiến trình tâm. Series là một loạt, một chuỗi. À, một chuỗi. Một chuỗi nhận thức, tức là tiến trình tâm. À, cái chữ cognitive series, quý vị nhớ ha. Đây là tiến trình tâm, đó là cũng là một thuật ngữ đó. À, là giai đoạn nhận thức hoàn toàn trong tiến trình tâm. Or perceptual process, hay là tiến trình trí giác. À, cái từ tiến trình tâm có thể dùng chữ cognitive series cũng được, hoặc là dùng chữ perceptual process cũng được, vì hai từ này đều dịch từ cái từ là citta vitti. Citta là tâm, vitti là tiến trình. Citta vitti là tiến trình tâm. Như vậy tiến trình tâm hay là tiến trình trí giác ha. Occurring at its climax. Xảy ra ở đỉnh cao nhất của nó. Của nó đây tức là tiến trình tâm đó. Trong một tiến trình tâm nó có nhiều giai đoạn, thì cái giai đoạn tốc hành tâm là giai đoạn cao nhất, đỉnh cao, climax ha. Như vậy xảy ra ở đỉnh cao nhất của nó. Của nó ở đây nó tức là tiến trình tâm. Của chữ process ha. If the respective object, nếu đối tượng tương ứng, bởi vì một tiếng trên tâm khi nào cũng có một đối tượng, thì cái đối tượng tương ứng của tiếng trên tâm này thì gọi là respective object. Nếu đối tượng tương ứng is large, là lớn, bởi vì nếu như đối tượng mà nó nhỏ đó thì tiếng trên tâm này nó yếu lắm, nó chưa có tới ngang cái đỉnh cao là tốc hành tâm thì nó đã diệt mất rồi. À, cho nên nó chỉ đợi được khi nào, khi mà cái đối tượng của sự nhận thức này đó, đối tượng của tương ứng này đó, thứ nhất là nó lớn ha, is large or distinct, hoặc là rõ ràng. Đối tượng hoặc là lớn hoặc là phải rõ ràng. Ví dụ như âm thanh mà nó to, nó đủ to đó thì mình mới nhận thức được, chứ âm thanh nhỏ quá mình không nhận thức ra được. Mùi vị đó, mùi cũng vậy. Mùi á, nó phải đủ mạnh mình mới nhận ra được mùi gì, chứ còn mùi mà nhẹ yếu quá mình cũng không nhận ra được. Cho nên á, à, như vậy này, câu này nó ý nói rằng cái tốc hành tâm này nó xảy ra, nó là một cái giai đoạn nhận thức cao nhất trong tiến trình tâm, và nó xảy ra ở điểm cao nhất, nhưng chỉ với điều kiện là nếu cái đối tượng của cái tâm đó đó, cái đối nó đủ lớn hoặc là nó rõ ràng. À, đó là định nghĩa nha. Javana là gì? Và tiếp theo, it is at this phase that karma is produced. Chính tại giai đoạn này, it is at this phase. Chính tại giai đoạn này. That karma is produced. Mà nghiệp được tạo. Cứ lát nữa rất vẹt cái tiến trình tâm cho quý vị xảy đó, là một cái tiến trình tâm nó quá nhiều giai đoạn. Trước cái giai đoạn tốc hành tâm này là có 5-6 giai đoạn lận. Nhưng mà tới giai đoạn này thì được mới tạo nghiệp này. Trước đó chưa tạo nghiệp. À, cho nên cái nghiệp tâm này mới được gọi là tâm thực. À, ngài tịnh sư rất thì dùng cái tâm Savana, ngài không dịch tốc hành tâm mà ngài dịch là tâm thực, bởi vì tâm này mới là tạo nghiệp.
À, thì chính tại giai đoạn này thì nghiệp mới được tạo. That is wholesome or unwholesome volition concerning the perception that was the object of the previous stages of the respective process of consciousness. That is, tức là, wholesome or unwholesome volition. Tác ý thiền hay bất thiền. Chữ volition là tác ý. Tác ý thiền hay bất thiền. Concerning the perception. Concerning là liên quan. Liên quan đến sự trí giác. That was the object. Vốn là đối tượng. That was the object. Vốn là đối tượng. Of the previous stages. Của các giai đoạn trước đó. Of the previous stages là của các giai đoạn trước đó. Of the respective process of consciousness. Của tiến trình tâm tương ứng. Ở đây nói rằng đó ha, quên cả câu này dịch lại ha. Chính tại giai đoạn này thì nghiệp mới được tạo, có nghĩa là các cái tác ý, nghiệp là tác ý đó. Cho nên chỉ quý vị thấy chữ volition là chữ chetana đó. À, là cái tác ý thiền hay bất thiền, tức là cái giai đoạn tạo nghiệp đó ha. Nó liên quan đến cái việc trí giác. Mà that was the object of the previous stages. Of the respective process of consciousness. À, mà là vốn là cái đối tượng của những cái giai đoạn trước đó của tiến trình tâm tương ứng. Lát nữa đi vào vẽ cái tiến trình tâm quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ mình đọc tiếp rồi đó. There are normally 7 impulsive moments. Normally là bình thường. Bình thường thì có 7 sát na tốc hành. Moments là mình dịch của từ chữ sát na đó, khasana. Và impulsive là tốc hành. Ha. Bình thường thì có 7 sát na tốc hành. Trong khi mà cả cái tiến trên giai đoạn khác á, là mỗi giai đoạn chỉ có một sát na là làm một công việc. Chỉ có là tốc hành là được 7 sát na. Và cái tâm sáu tốc hành tâm á, là cái tâm thập di đó. Thì nó được khỏi được 2 sát na. Còn phần lớn là mỗi giai đoạn chỉ có 1 sát na thôi. Vì nó... À, chứ vậy cái tấm này nó vừa mạnh mà nó vừa kéo dài nữa, quý vị thấy không? Nó ở đỉnh cao rồi mà nó lại kéo dài tới 7 sát na. In mundane consciousness. À, mundane là thế gian, consciousness là tâm. Cho nên á, mình được in mundane consciousness là trong tâm hiệp thế. Tiếng Pali là Lokiya. Loka là thế gian, mà Iya là thuộc về thế gian, tức là hiệp thế. À, trong tâm hiệp thế. Tâm hiệp thể thì nó khác với tâm siêu thể, là tâm của các bậc thánh. Ha? Trong tâm hiệp thể, any of the 17 karmically wholesome classes of consciousness or of the 12 unwholesome ones may arise at the face of impulsion. Yeah, cái này nó đã liên quan tới cái sự phân loại các loại tâm nữa. Không sao. À, ở đây này ha, trong tâm hiệp thể thì bất cứ một trong 17 loại tâm thiền, karmically wholesome thì là tâm thiền, classes là loại nè ha, consciousness là tâm. À, 17 loại tâm thiền
Vì sao có 17 loại tâm thiện? Tôi nói luôn cho quý vị ha. Tâm hiệp thể đó ha. Ồ, cái giấy mít này nó hơi ngắn ha. Thôi được rồi, bỏ mất bỏ mất. Dạ rồi ha. Bây giờ đó, hồi nãy mình nói là tâm hiệp thể ha. Tâm hiệp thể là Lokiya ha. Mundane. Consciousness. Tiếng Bali là Lokiya Chitta. Hiệp thể tức là nó thuộc về thế gian. Mà quý vị biết thế gian là có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên tâm hiệp thể này đó, mình cũng phải chia ra ba. À, dục giới đó, hồi nãy mình có này, dục giới là Kama Vachara. À, hoặc là Sense Sphere, ha, nói tiếng Anh đi. Sense Sphere là dục giới. Rồi mình có là Fine Material Sphere. Là sắc giới. Và mình có vô sắc giới là gì? Immaterial sphere. À, như vậy đó, tâm hiệp thể là có ba loại như vậy ha. Mundane là hiệp thể, sense sphere, fine material sphere and immaterial sphere. Thì dục giới đó là có, trong tâm dục giới đó thì mình có là 24 tâm thiền ha. Thì gồm có là 8 tâm thiền thì gọi là wholesome. Rồi 8 cái tâm gọi là tâm duy tác á, gọi là functional. Và mình có cái 8 tâm quả, resultant. Consciousness ha. Thì consciousness là chung luôn ha. Như vậy trong tâm hiệp thể có 24 tâm thiền, 8 tâm thiền, 8 tâm duy tác và 8 tâm quả. Wholesome là thiền ha. Functional là duy tác và resultant là tâm quả. Tâm thiền á, tất cả ví dụ như người đời mình ha, mình đi làm bổ thí cúng dường. Thì tâm thiền á được có chia ra 8 loại nó như thế này ha. Tâm thiền, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Có nghe cái đó chưa? Chưa học cái diệu pháp hả? À là mình chưa học cái diệu pháp hả? À. Tâm thiền ha. Thọ hỷ ha, có hai có loại tâm thiền thọ hỷ, có loại tâm thiền thọ xả. Quý vị đi làm cổ bổ thí mà có khi quý vị mới làm lần đầu tiên quý vị rất là hoan hỷ thì gọi là tâm thiền thọ hỷ. Mà làm hoài ngày nào cũng làm bình thường quá cho nên làm với tâm xả thì gọi là tâm thiền thọ xả ha. Rồi á có cái tâm thiền hợp trí mà có tâm thiền lý trí. Hợp trí tức là bên mình người lớn mình có trí tuệ, mình biết rằng à mình tin nhân quả cho nên mình mà đi cúng dường bổ thí. Thì như vậy làm với tâm thiền như vậy gọi là tâm thiền thọ hỷ hợp trí. À, con có những em bé ba mẹ kêu con lại Phật đấy con, thì nó cũng lại Phật mà nó không hiểu vì sao lại Phật mà nó cứ lại thôi. Hoặc là con cúng dường đấy con, cha mẹ chuẩn bị sẵn sàng và kêu nó tới nó cúng dường thì nó cúng dường, nhưng mà nó làm không có trí tuệ thì gọi là tâm đó cũng là tâm thiền à, nhưng mà hợp là lý trí. Lý trí tức là không có trí tuệ. Rồi có cái loại tâm là hữu trợ và có loại tâm là vô trợ. Tâm mà vô trợ đó là không cần phải ái trợ giúp cả, không cần ái nhắc nhở cả, tự mình làm luôn thì tấm đó nó mạnh hơn. Còn á, có cái tấm là mình phải có người nhắc nhở mình. À thôi rủ đi chùa, rủ đi cổ, rủ đi làm việc thiền, rủ đi hành thiền thì cái đó mình mới làm. Thì gọi là tấm hữu trợ. À thì như vậy có 8 loại đó. Thứ nhất này, tâm thiền thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thứ hai, tâm thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Thứ ba là tâm thiền thọ hỷ lý trí vô trợ. Rồi đến tâm thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ, à, lý trí hữu trợ. Rồi đó là thọ hỷ, bắt đầu có thọ xả. Bốn là sao này? Là tâm xả, tâm thiền thọ xả hợp trí vô trợ. Rồi tâm thiền thọ xả hợp trí hữu trợ. Rồi tâm thiền thọ xả lý trí vô trợ. Tâm thiền thọ xả lý trí hữu trợ. Đó là 8 tâm thiền ha.
Thì cho nên ở đây mình nói là có là 17 tâm. Thì trong đó đó, có 17 thì bây giờ 8 tâm thiền là quý vị hiểu rồi ha. Bây giờ đó, về sắc giới. Sắc giới là có 4 tâm thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, mà bốn mà cũng có 4 loại ha, tức là sơ thiền, sơ 4 tâm ha, như vậy đó là cái này là có 4 thiền. Vô sắc giới có mấy thiền? 4 tâm thiền nữa là 8. Nhưng mà đó, thật ra là bông trong khi mình nói 4 tâm thiền là nói trong kinh, còn nói trong vi diệu pháp á thì là 5 tâm thiền, xin lỗi nha. Ngũ thiền, bởi vì sao? Bởi vì có 5 thiền chi. Và cứ bớt dần dần đó thì gọi là 5 tầng thiền trong vi diệu pháp á. Thành ra đó là như vậy, vô sắc giới mình có là 5, vô sắc giới mình có là 4 là 9, cộng với 8 người ra là 17. À, như vậy là vô sắc giới quý vị thấy có 4 tầng thiền của vô sắc ái nhớ ha. 4 tầng thiền của vô sắc là gì nè? Thứ nhất là không vô biên xứ. Thứ hai là thức vô biên xứ. Thứ ba là vô sở hữu xứ. Và thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tên tiếng Anh, lát nữa có chữ Jana sẽ có. À, bây giờ nói tên tiếng Việt trước cái đã. À, hay đó, như vậy đó, khi mà nói tới 17 thì phải biết 17 là cái gì, cho nên có phải dừng lại có gì với quý vị ha. Vậy là biết được 17 rồi ha. 8 tâm thiền dục giới, 5 tâm thiền vô sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới. Thì cộng lại đó, thì đây mình nói nè ha. Trở lại này. Trong tâm hiệp thế thì bất cứ tâm nào trong 17 loại tâm thiền. Rồi tiếp theo, all of the 12 unwholesome one, hoặc là 12 tâm bất thiện, unwholesome là bất thiện. Rồi bây giờ 12 tâm bất thiện, có ai biết 12 tâm bất thiện tên nó là gì không? Mấy cái này đó, mấy cái tâm bất thiện này là nó quý vị biết hết. Trong 121 loại tâm ha. Cả thảy là 121 loại tâm, chỉ có 12 tâm bất thiện thôi. Vậy mà cái tần số nó xuất hiện trong cái đời sống của mình nó nhiều hơn cả 100, hơn 100 loại bất thiện kia nữa, tâm thiện kia nữa, hoặc là tâm di tạc ha. Thì 12 tâm bất thiện đã đúng rồi, chia ra 3 loại là tâm tham, tâm sân và tâm si. Bây giờ có mấy tâm tham? 8 tâm tham. Mấy tâm sân và mấy tâm si? Rồi bây giờ ai kể tên được 8 tâm tham? Tâm tham cũng chỉ theo thọ hỷ thọ xả đó. Mà bên kia đó, tâm thiện thì thọ hỷ hợp trí, bên đây là hợp ta, hợp với ta kiến hay là không có hợp với ta kiến, và cũng hậu trợ hay vô trợ. Cho nên á, mình sẽ có 8 tâm này: tâm tham, thọ hỷ, hợp ta, vô trợ; tâm tham, thọ hỷ, hợp ta, hữu trợ; tâm tham, thọ hỷ, ly ta, vô trợ; tâm tham, thọ hỷ, ly ta, hữu trợ. Rồi đến thọ xả: tâm tham, thọ xả, hợp ta, vô trợ; tâm tham, thọ xả, hợp ta, hữu trợ; tâm tham, thọ xả, ly ta, vô trợ; tâm tham, thọ xả, ly ta, hữu trợ. Rồi, quý vị hiểu không? Bây giờ cho ví dụ nha. Tâm tham là cái tâm mà ưa vơ đối tượng về ha, ưa thích muốn vơ về. À, ví dụ như mình thấy cái hoa đẹp mình muốn đem, mình muốn hái xuống ha, mình thấy cái gì ngon mình muốn ăn, đó là tâm tham nè. Tâm tham có loài thọ hỷ, có loài thọ xả. Ví dụ như lâu lắm mình được ăn tô phở đó, thì thấy tô phở ăn ngon lắm, ăn rất là ưa thích ha. Như vậy là ăn với cái tâm tham thọ hỷ. Bây giờ mà 3-4 ngày liên tiếp ngày nào không cho ăn phở cả thì thọ hỷ nó mất rồi, thì chỉ còn thọ xả thôi. Mà nếu như 10 ngày là hết thọ xả luôn, còn thọ khổ luôn rồi đó. Phải không? Thì đó, như vậy là tâm tham thọ hỷ ha. Khi mình mở cái gì mình mở làm mình ưa thích ha, là thọ hỷ. Làm hôi nó nhàm là thọ xả. Hợp ta là sao? Hợp với ta kiến là do hiểu sai cho nên mình mới làm. Ví dụ có những người họ nói rằng, ngày xưa người ta nói rằng á, mình lấy của người giàu mình chia cho người nghèo. Mấy người giàu đó là họ là bóc lột, họ là bất lương. Cho nên là bây giờ đi lấy của người giàu, đi ăn cướp của người giàu, đi qua chi cho người nghèo, và họ nghĩ họ làm như vậy là đúng. Và xã hội cũng kêu họ là anh hùng nữa. Nhưng mà rõ ràng á, cái này ăn cắp đã là sai rồi.
Mà vì họ hiểu sai, họ tưởng đó không phải là ăn cắp, cho nên họ đi ăn cắp. Thì như vậy gọi là hợp ta. Còn có người biết ăn cắp là sai mà vẫn đi ăn cắp. Giống như bạn dục quỷ Phật tử ở đây chẳng hạn, mình học mình biết ăn cắp, ăn trộm là phạm giới rồi, nhưng mà vì cực chẳng đã, thiếu quá thì bây giờ mượn đỡ, phải không? À, hoặc là lấy đỡ sai. Thì như vậy gọi là ly ta. Rồi hữu trợ và vô trợ. Vô trợ thì không cần ai rủ vẫn đi ăn trộm. À, tâm mạnh mẽ lắm, không cần ai rủ rê cả thì gọi là tâm vô trợ. Còn cái bạn mình nó sủi mình mới làm, nhưng mình không, mình có mình ngồi một mình còn nghĩ là chuyện đi ăn trộm. Mà bạn mình nó tới sao rủ đi ăn trộm, đi qua bên kia nhà bên kia có mấy cái cây mận mình qua mình hái ăn hè. À, đi theo. Thì như vậy cái anh đầu tiên là anh vô trợ, mà anh mà bị rủ là anh hữu trợ. Đó, như vậy là có 8 loại tâm tham. Ha. Thọ hỷ ha, nghe nè, thọ hỷ hay thọ xả, hợp ta hay ly ta, và hữu trợ hay vô trợ. Rồi quý vị hiểu rồi ha. Còn hai loại tâm sân là tâm sân hợp phận thọ ưu, hữu trợ hay vô trợ. Hợp phận tức là hợp sự phận nộ, và thọ ưu tâm sân là đã hai tâm sân này, tâm đã là tâm sân này đều có thọ ưu cả. Thọ ưu tức là thọ khổ về tâm. Quý vị thấy khi nào mà sân, quý vị nào có khi nào vui đâu. Quý vị mà sân lên là quý vị bực bội lắm. Thì cái bực bội đó là thọ ưu đó. Và vô trợ tức là họ chửi cái là mình sân liền, không cần ai nhắc nhở cả. Còn mà tâm sân mà hữu trợ đó, nó họ mới mở chửi mình trước còn sân. Và có tự nó ngồi bên nó suối. Úi chứ nó chửi mày mà mình ngu quá. Và khi đó mình hội sân lên. Thì khi đó là tâm sân hữu trợ. Rồi ha. Đó, như vậy là có hai loại tâm sân ha. Tâm sân hợp phận thọ ưu hữu vô trợ, và tâm sân hợp phận thọ ưu hữu trợ. Và có hai loại tâm si, ai nếu được tên hai tâm si? Tâm si thọ xả hợp hoài nghi và tâm si thọ xả hợp phóng dật. À, như vậy tâm si là đều là thọ xả cả. Và một cái là hoài nghi, cái tâm mà hoài nghi, người người mà si mê là không có biết, cho nên nhìn nó hoài chọn đi. Chọn cái nào mà cứ nhìn hoài mà không biết chọn cái nào. Cứ nghĩ ngờ chọn cái này tốt hay cái kia tốt. Quý vị thấy có nhiều người vậy đó, cái tấm của họ si mê đó, họ không có sáng suốt đó. Bây giờ cho hai trái xoài, mà cho chọn trái mà cứ nhìn trái này, nhìn trái kia mà nhìn hoài mà chọn không có được. Ha. À, bấm nè. Còn cái người mà nhìn bắt đầu biết liền, chọn ngay liền, một là chọn trái to, hai là chọn trái chín. Phải không? Mà con người lịch sử á, tôi chọn trái nhỏ. Là mình nhìn là mình biết mình sẽ chọn cái gì rồi. Còn cái người si họ cứ phấn vấn hoài. Gọi là tâm si hợp hoài nghi ha. Và tâm si hợp phỏng dật. Phỏng dật là cái tâm mà nó trào cự, nó bắt cạnh này bắt cạnh kia và nó không có định tâm vào được một chỗ. Gọi là tâm si hợp phỏng dật. Thì tổng cộng lại là gọi là 12 tâm bất thiện ha. Rồi. Giờ trở lại. Mấy ví dụ như vậy đó là hồi nãy có nói này, trong tâm siêu thể thì bất cứ cái loại tâm nào trong 17 tâm, 17 tâm thiện và 12 tâm bất thiện á, thì nó đều may arise at the phase of impulsion, đều có thể khởi lên ở giai đoạn tốc hành. Như vậy tâm này là tâm mạnh này ha, đối tượng rất là mạnh, cho nên là nó không có chết yếu. Có những cái tâm nó chết yếu nó không tới tốc hành à, nhưng mà mấy tốc này tâm này là điều khởi lên ở giai đoạn cuối, giai đoạn tốc hành, giai đoạn cao nhất. Rồi tiếp theo, for the arahat, arahat là a la hán đó à, đối với bậc a la hán. However, là tuy nhiên, impulsion has no longer a karmic, that is, rebirth-producing character. Thì đối với bậc A-la-hán thì tốc hành tâm không còn là, has no longer, không còn. Character là tính chất. Karmic là tạo nghiệp. À, như vậy đối với bậc A-la-hán thì cũng có tốc hành tâm. Mà hồi nãy mình nói giai đoạn tốc hành tâm là giai đoạn tạo nghiệp.
Nhưng mà bởi vì A-la-hán cũng xảy ra tốc khanh tâm, nhưng mà nó không còn tính chất tạo nghiệp nữa. Như vậy này, đối với vị A-la-hán thì tốc khanh tâm không còn tính chất tạo nghiệp. Tạo nghiệp nghĩa là gì? That is rebirth producing. Còn tạo nghiệp có nghĩa là tạo nên sự tái sanh. Rebirth producing, tạo nên sự tái sanh. But is a karmically independent function. Mà chỉ là function là, mình dịch là gì? Hành động ha. Chức năng, mà chỉ là chức năng độc lập về nghiệp. Mình có thể nói là hành động độc lập về nghiệp, tức là nó không tạo nghiệp nữa, vẫn có hành động, cho nên mình gọi là duy tác. Hồi nãy quý vị thấy có đề chữ functional không? Này, functional là tâm duy tác này. Chỉ là function thôi, hoạt động thôi, mà không tạo nghiệp. Chỉ là những cái hành động độc lập về nghiệp. Rồi tiếp theo. There are further 8 supermundane classes of impulsion. Further là ngoài ra. Còn có 8 loại tốc hành tâm siêu thể. Supermundane, hồi nãy mình có mundane là thế giới, thế gian, hiệp thế, thì super là siêu, super là siêu là vượt ra đó, supermundane là siêu thế. Ngoài ra còn có 8 loài tốc hành tâm siêu thế. Tám loài đó là gì? 4 đào và 4 quả. 4 đào thì gọi là magga, là đào, và quả là phát lạ. 4 đào, 4 quả. Cái này quý vị, 4 đào, 4 quả, mà nửa tiếng Việt cái chắc quý vị nhớ ha. 4 đào cái gì nè? Tu Đà Hoàng, thứ hai. Tư Đà Hàm, thứ ba. Thứ tư. Rồi bây giờ ai đọc được tiếng Pali? Sotapanna. Rồi, thứ nhất là Sotapanna, đúng rồi. Thứ hai là gì? Ở đây thêm chị Super vô thôi ha. Supermundane consciousness là tâm siêu thể. Nó có 4 magga là đạo, và 4 phala là quả. Thì một là Sotapanna. Nà, thì từ này á, để quý vị để mới dễ nhớ đó, kỳ vân tắt âm, tắt từ ra để hiểu là quý vị sẽ nhớ này. Chữ này là gồm có chữ số tá cộng với chữ apanna. Mà số tá là stream, là dòng suối. Apanna là nhập vào, enter. Cho nên á, cái này người ta hay dịch là gì? Stream entering. Enterer, người đi vào được dòng, mà dòng đi dòng thánh. Cho nên chữ stream mà dịch từ tiếng Hán là gì? Là lưu. Vào là nhập ha, nên gọi là nhập lưu. Mình hay nghe bậc thánh nhập lưu. Sotapanna là sota cộng với apanna. Sota là stream, là dòng suối, dòng thánh. Và apanna là nó là quá khứ phân từ của động từ apati, là đi vào, đi vào dòng, nhập vào dòng, thì gọi là nhập lưu. Bởi vì vị này á, là họ được đi vào cái dòng thánh, trước đây họ là phàm phu, bây giờ họ được nhập vào dòng thánh thì gọi là nhập lưu. Sotapanna, quý vị đọc ha. Sotapanna, Sotapanna. Và người ta phiên âm là gì? Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là Sotapan. Thế thôi ha. Mà Tu Đà Hoàng đọc mà em hiểu.
mà sotapanna nghe hiểu. Ha. Cho nên ba nhiều cái từ phiên âm nó làm cho mình rối rắm thêm. Rồi, bây giờ cái quả thứ hai là Sakadagami. À, Sakadagami phiên âm là tứ đại hàm đó. Thì sa này ha, sa cộng với eka cộng với agami. Sa là với, eka là một, agami là trở lại, mà trở lại là lái đó ha. Thì mình tiếng Anh là once ha, eka là once, agami là return, trở lại. Cho nên là once returner, trở lại một người, trở lại một lần nữa. Thì mình dịch là gì? Trở lại một lần nữa. Một lần là nhất. Trở lại là trở lại. Trở lại là lại. Nhất lại. Người này nó chỉ còn trở lại quả dục một lần nữa thôi. Không, bởi họ chỉ trở lại, nó nói là trở lại cả dục á. Quả dục giới á. À, đúng đúng rồi, họ có vợ có chồng, quý vị biết đó, là những vị mà họ đã đắc tu đa hạ quả sotapan là nhập lưu rồi đó, thì họ diệt được ba kiết sử. Thì khi mà họ sinh ra kiếp sau, họ sinh ra đã không có ba kiết sử rồi, họ chỉ còn lại bảy kiết sử thôi, và họ tu tiếp tục thì tối đa là bảy kiếp là họ sẽ đắc a la hán. Ai nhanh thì kiếp thứ hai là đắc luôn rồi, còn mà tu mà chậm lắm thì tối đa là bảy kiếp thì sẽ đắc thôi. À, và họ trở lại cái quả dục giới này chỉ một lần thôi, và sau đó họ sinh lên quả trời sắc giới. Quả trời sắc giới gọi là sắc cửu cảnh thiên. À, với thứ tầng thứ ba này. A na ga mi. À, anaham. À. Thì mình có cái từ ana cộng với là agami. Aga là non. À, agami là return. No return. Non. Non là không ha. Non return. Không còn trở lại nữa. Là bất lai. Không còn trở lại quả dục giới đó. Các ngài đó chỉ sanh lên quả sắc giới và tu tập ở trên đó. Trên cái quả mà sắc cửu cảnh thiên á. Và cuối cùng là Arahat. Arahat. A-la-hán. Arahat thì nó có cái từ Ari. Còn gọi là chữ Han. Ari là kẻ thù. Và Han là giết. Chứ mình hay dịch là sát tặc đó ha. Mà phân lượng cái chữ Arahat. Thì tiếng Anh người ta không có dịch. Người ta không có dịch, hoặc là có khi người ta dịch là the worthy one, là bậc xứng đáng, nhân sự cúng dương đó. Mà quý vị thấy trong này thì người ta dịch Arahat, và người ta bận tiếng Anh người ta vẫn để nguyên. Cho nên là for an Arahat, phải không? Là đối với vị A-la-hán. À. Xong cái này mình dạy lao tí ha. Này, đối với một vị A-la-hán, tuy nhiên là tốc hành tâm không còn có tính chất nghiệp hay là tạo nên sự tái sanh nữa, mà chỉ là những hành động độc lập về nghiệp. À, và ngoài ra còn có tám tâm tốc hành siêu thể. Thì như vậy đó, bốn đạo bốn quả. A-la-hán đạo, A-la-hán quả. A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả. Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả. Và Tu-đà-hoàng đạo, Tu-đà-hoàng quả. Đạo và quả nó khác nhau sao? Cái sát ná chứng đạo, cái sát ná đầu tiên á là diệt phiền não. Đạo đó, cái đạo đạo tuệ đó ha, thì đạo đó, cái sát ná mà đạo đó là diệt phiền não, và cái sát ná quả đó là chứng ngộ niết bàn. Ha, thế đạo và quả nó liên tục nhau. Rồi bây giờ mình quý vị dạy lao 10 phút rồi mình vào mình học tiếp ha.
Rồi, mình vào học tiếp nha. Cái đoạn mà tiếp theo đó quý vị sẽ thấy rằng á, cái đoạn này là chỉ có các bậc thánh mới mô tả được thôi. Vì mô tả chi tiết vào trong tiếng trinh tâm, khi một người đắc thiền và đắc quả thì tiếng trinh tâm đó nó sẽ xảy qua những cái giai đoạn nào. Thì các ngài họ tu, họ đắc thiền, họ thấy được cái tâm của họ, họ tu, họ đắc chứng, đắc đạo quả, họ biết, họ mô tả. Còn bây giờ là mình chỉ học đến ngôn ngữ thôi nha. Bây giờ mình đọc ngôn ngữ ha. À, bây giờ quý vị nghe đọc đoạn tiếp nè. The four impulsive moments immediately before entering an absorption jhana or one of the supermundane paths marker are the preparatory parikama, approach, upachara, adaptation, anuloma, and maturity moment gotrafu. In connection with entering the earth kasina absorption, they are explained as follows in Visuddhi Magga 4. After the breaking off of the subconscious stream of being, Favanga Sota, there arises the advertence at the Maidor, Mano Dwara Vachana, taking as object the earth kasina, why thinking earth, earth. Thereupon, four or five impulsive moments flash forth, among which the last one, maturity moment, belongs to the fine material sphere, Rupa Vachara, whereas the rest belong to sense sphere, Kama Vachara. Though the last one is more powerful in thought conception, discursive thinking, interest, rapture, joy, and concentration, than the states of consciousness belonging to the sense sphere. They are called preparatory parikamma samadhi, as they are preparing for the attainment concentration, appana samadhi, approaching upachara samadhi, as they are close to the attainment concentration and are moving in its neighborhood, adapti anuloma, as they adapt themselves to the preceding preparatory stage and to the succeeding attainment concentration. The last one of the four is called matured gotrafu. In a similar way, the impulsive moments before reaching the divine ear are described in Visuddhi Magga 13. Thirteen, đúng rồi. Mắt nó mơ quá. Và bây giờ đó, để giải thích từng cái đoạn này cho quý vị ha. The four impulsive moments là bốn sát na tốc hành. Immediately before là ngay trước khi. Entering an absorption. Absorption là tầng thiền. Thế nhỉ, entering absorption là vào một tầng thiền, tức là nhập thiền. Ha. Như vậy ngay trước khi nhập thiền, bốn sát na tốc hành ngay trước khi nhập thiền. Or one of the supramundane paths. Hoặc là một trong bốn siêu thể đạo. Tức là nhập vào thiền hoặc là nhập vào bốn cái siêu thể đạo ha. Là nó có bốn ha, bốn cái tốc hành đó, bốn cái sát na, mỗi sát na có một cái tên gọi riêng. À, chứ không phải gọi chung là tốc hành nữa. Mà bốn cái tốc hành tâm này này, bốn cái sát na này, một sát na có một cái tên gọi riêng cho nó, do cái công việc của nó. Thì sát na đầu tiên gọi là the preparatory, là chuẩn bị. Đến approach, parikama ha. Đến approach, upachara là cần hành. Cần là gần đó, upa là gần đó ha.
Upachara là cần hành, tức là đi gần á, đi gần tại đình rồi. Thì gọi là cần hành đình ha, cần hành. Adaptation là thuần thử. Nó có đi tuần từ ha, đi thuần á là thuần dòng và thử là theo thứ tự, thì gọi là thuần thử. Anuloma thuần thử. And maturity moment và chuyển tánh. Gotrafu. Thì đó là nói chung chung là khi vào nhập thiền và hoặc là vào nhập vào các đạo quả đó ha, thì có bốn, tuy là tốc hành tâm nha, có bốn giai đoạn tên gọi khác nhau: chuẩn bị, cần hành, thuần thử và chuyển tánh. Bây giờ đó đưa vào một cái ví dụ cụ thể hơn. In connection with entering the earth kasina absorption, liên quan đến, in connection là liên quan đến. Việc nhập thiền, à, entering absorption là nhập thiền. Mà earth kasina, nhập thiền với biển xứ đất. Tức là người hành thiền á, mỗi người có một cái đề mục. Mà người này á, nhập thiền với cái đề mục là biển xứ đất. Earth kasina. Cho nên mình dịch ha, là liên quan đến việc nhập thiền với biển xứ đất. They are explained as follows. Thì chúng được giải thích như sau. In Visuddhimagga 4, trong chương 4 của Thanh Tịnh Đạo, after the breaking off of the subconscious stream of being, Phavangasota, after là sau khi, breaking off là sự dừng lại, sau khi, sau cái sự dừng lại, sau sự dừng lại của tâm hồ kiếp, Phavangasota là tâm hồ kiếp, ha. Sau sự dừng lại của tâm hồ kiếp, there arises the advertence of the mind door. Thì ý môn hưởng tâm khởi lên. Dạ môn Phật. À để em coi có nhiều hành lý không cô? Bây giờ có hai cái hành lý nhỏ, có sắp đến văn phòng được không? Rồi lên văn phòng cho em điểm nên con ở trên lớp ạ. Dạ. Rồi, thì ý môn hưởng tâm, cái tên đó đó, advertence at the mind door, thì hồi nào mình có học cái từ đó đó, ý môn hưởng tâm khởi lên. There arises the advertence at the mind door, là ý môn hưởng tâm khởi lên. Rồi chưa? Taking as object the earth kasina, lấy biển xứ đất làm đối tượng. While thinking, trong khi suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Đất. Tức là mình, cái tâm mình khi mà người mà hành thiền mà về bị biển xứ đất là chỉ suy nghĩ về đất thôi. Đất ha. Earth. Thereupon, ngay sau đó. Four or five impulsive moments flash forth. Bốn hay năm sát na tốc hành khởi lên, lóe lên. Flash force là khởi lên hoặc là lóe lên. Hồi nãy đó chữ flash quý vị học rồi đó, trong từ vựng á,
lóe lên hoặc là khởi lên được ha. Among which, 4 hay 5 sát na tốc hành ha, khởi lên. Mà trong đó, among which là trong đó. The last one, sát na sau cùng. Sát na sau cùng, the last one. Bởi vì trong 4 này, 4 hay 5 sát na tốc hành. Mà dùng chữ one ở đây là nó thay cho chữ moment. Cho nên mình phải thổi, mình tiếng Việt mình thì mình dịch một lượt mà mình phải thấy bằng chữ sát na, cái từ moment phía trước đó. À, thì trong đó, sát na sau cùng, mở ngoặc đơn là gì? Maturity moment, tức là sát na chuyển tánh. Chuyển tánh là sao? Chuyển từ dục giới sang sắc giới. Thì gọi là chuyển tánh. À. Một người mà hành thiền, trước khi mà họ vào thiền, thì tâm họ là tâm dục giới. Mà khi họ vào được thiền rồi đó, thì tâm họ trở thành tâm sắc giới. Vậy thì cái sát na mà chuyển đó đó thì gọi là chuyển tánh. Nà, chuyển từ dục giới sang sắc giới. À, mở ngoặc ha, như vậy này, trong đó sát na sau cùng, mở ngoặc đơn là sát na chuyển tánh. Belongs to the fine material sphere, thuộc về sắc giới. Whereas the rest belong to the sense sphere. Trong khi, whereas là trong khi, the rest là những sát na còn lại. Belong to the sense sphere là thuộc về dục giới. Như vậy quý vị thấy có 4 hay 5 sát na, mà sát na sau cùng thì là nó là chuyển tánh, tức là nó thuộc về sắc giới. Còn những sát na còn lại thuộc về dục giới. Though the last one, mặc dấu là cái sát na cuối cùng. Is more powerful. Thì nó mạnh hơn. Mặc dấu sát na cuối cùng mạnh hơn. More powerful. Mạnh hơn in thought conception. Trong tâm. À, thought conception là tâm. Discursive thinking là tử. Interest là hỷ. Joy là lạc. And concentration và định. Như vậy, mặc dù cái sát na sau cùng á, là nó mạnh hơn trong tâm tự hỷ lạc định. Mạnh hơn cái gì? Then the state of consciousness. Hơn là cái tâm. À, hơn. State of consciousness là các tâm. Hơn các tâm. Quý vị nhớ ha, nguyên cả cái chữ state of consciousness nó dài như vậy. Tiếng Việt mình chỉ dịch là tâm thôi. Là chữ mind, chữ citta đó. Ha. Tâm. Hơn các tâm. Belonging to the sense sphere, thuộc về dục giới. They are called preparatory. Chúng được gọi là những cái còn lại đó ha, chúng được gọi là preparatory, chuẩn bị. Ở đây là giải thích cái tên nó. As they are preparing for the attainment concentration. Vì, chữ S ở đây mình dịch là vì. Vì chúng đang chuẩn bị cho định an chỉ. Hay là định an trú. Vì nó đang chuẩn bị cho định an chỉ. Mà chữ an chỉ nó thường dùng hơn là chữ an trú. Ha? An chỉ. Appana. À, vì nó đang chuẩn bị. Vì chúng, xin lỗi chúng ha. Vì chúng đang chuẩn bị cho định an chỉ. Tiếp theo, approaching. Cần hành. Cần là gần ha. Cần hành. Upachara,
As they are close to the attainment concentration and are moving in its neighborhood. Ở đây người ta giải thích chữ cần và chữ hành này. Chữ cần á là vì sao mà gọi là cần? As they are close to attainment concentration, vì chúng gần với định an chỉ, thì đó là chữ cần. À, vì chúng gần với định an chỉ. And are moving in its neighborhood. Hành là moving ha, và nó đang, chúng đang chuyển động trong khu vực ha. Neighborhood là gì? Khu vực hay là phạm vi ha của mình. Nó vì và chúng đang chuyển động trong cái phạm vi của mình. Rồi tiếp theo là adaptive, là thuần thứ, thuần hoa đó ha, thuần thứ. Anuloma adaptive, thuần thứ. Vì sao mà gọi là thuần thứ này? As they adapt themselves to the preceding preparatory stages, vì chúng thuần theo. Adapt themselves to là thuần theo. Những tấm chuẩn bị đi trước, tức là trước cái đó là tấm chuẩn bị, rồi sau đó có tấm thuần thử, rồi có quần hành. À. À, cô có để cô hỏi ý của sư Giác Khoan đó, là sư nói rằng cô có thể thâu âm mà gửi lên trên máy, trên bàn được. Quý vị đồng ý cô thâu âm gửi lên không? Ha, còn bởi vì cô mà nhờ người khác dạy, đôi lúc họ không có rành Pali đó, thành ra nhiều khi sự dạng không có rõ, bởi vì cái này toàn là Pali không à. Cho nên là cô khi nào cô rảnh là cô sẽ thấu sẵn, cô gửi lên trên bài cho lớp đọc ra miệng. Sau mỗi tuần là mình cũng có đủ ra ba, mỗi kỳ mà như học mình sẽ có 3 bài ha. Cô quý vị cứ vào đó mở đao xuống nghe ha. Dạ dạ. Mình học xong phần phần Y rồi, bây giờ mình học qua phần Z. Phần Z thì mình có bao nhiêu chữ? Thứ nhất là chữ Jati là sinh ha. Thứ hai mình có chữ Javana là tóc hành tâm. Chữ này là mang tính triết học á, triết học tâm lý học. Chữ này thì tư mới hơi nhiều này, son rất là kỹ. Và chữ tiếp theo là chữ Jhana là thiền. Và chữ Jiva. Chữ Jiva là mạng sống hay là chủng sanh. Như vậy là mình chữ Ji mình chỉ có 4 chữ thôi ha. Jati, Javana, Jana và Jiva. Cái chữ Jati thì khá ngắn ha, và cái nghĩa cũng là không có không cũng khá đơn giản. Bây giờ quý vị nghe đọc qua từ Jati trước ha. Jati birth comprises the entire embryonic process beginning with conception and ending with parturition. The birth of beings belonging to this or that order of beings, their being born, their conception and springing into existence, the manifestation of the group's corporeality, feeling, perception, mental formations, consciousness, the acquiring of their sensory organs, this is called birth. D22. Four is conditioning by the prenatal karma process. C. Paticca Samuppada. Patisanti. Ở đây mình có một số từ mới được giải thích ở phía dưới. Thứ nhất là từ embryonic. Embryonic nó đi ra từ chữ embryo. Embryo mà danh từ, còn embryonic là tính từ. Nó thuộc về phôi
giống phôi hay là con phôi thai, con trứng nước hay chưa phát triển. À, nó đi ra từ danh từ embryo là phôi thai. Parturition. Parturition á, danh từ có nghĩa là sự sinh đẻ. Và nếu như nói theo nghĩa bóng đó là sự sáng tạo hay sáng tác. Chữ order, lâu nay mình chỉ biết cái nghĩa là thứ bậc thôi. À, nhưng mà thật ra nó còn có nghĩa là loài và giai cấp nữa. Ví dụ như the higher order là giai cấp trên. Và on orders and degree of man có nghĩa là người ở mọi tầng lớp. Còn động từ sprint ở đây là động từ. Thường á, thì mình phải biết nghĩa chữ sprint là danh từ là mùa xuân ha. Nhưng mà động từ á, đây là nội động từ. Sprint, sprint, sprint. Và thường á, thì nó đi với nhỡ từ. Giống như là up, down, out, over, vân vân. Thì nó có nghĩa là nhảy hay nổi lên hay hiện ra hay là xuất hiện. Ví dụ như đây có một cái câu là sprint into many factories have sprint into existence in this area. Là nhiều nhà máy đã xuất hiện trong khu vực này. Thì đã xuất hiện người ta không dùng chữ appear, tại vì nó thương quá, mà người ta dùng thuật ngữ, thanh ngữ đó. Thì là sprint into existence, là đã xuất hiện. Động từ acquire có nghĩa là giành được, đạt được. Ở trong bài thì mình có chữ acquiring là phân từ đó, có nghĩa là đạt được. Và prenatal, chữ pre là trước và natal là sinh, cho nên prenatal là trước khi sinh. À, thì bây giờ quý vị đọc những cái từ mới này trước ha. Embryonic. Embryonic. Parturition. Parturition. Order. Order. Supreme. 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 Acquire. Acquire. Prenatal. Prenatal. Đọc lại lần nữa. Embryonic. Parturition. Order. Supreme, supreme, supreme. Acquire. Prenatal. Bây giờ mình đọc vào cái bài này. Jati. Birth. Comprises. The entire embryonic process. Beginning with conception. And ending with parturition. The birth of beings belonging to this or that order of beings. Their being born, their conception, and springing into existence. The manifestation of the groups, corporeality, feeling, perception, mental formations, consciousness, the acquiring of their sensory organs. This is called birth. Four is conditioning by the prenatal karma process. Karma phava. Si paticca samuppada. Patisanti. Rồi, bây giờ mình cùng dịch cái đoạn này ha. Jati tiếng Pali có nghĩa là sinh, tiếng Anh người ta dịch là chữ birth. Comprises là bao gồm. The entire embryonic process là toàn bộ tiến trình phôi thai. Beginning with conception, bắt đầu bằng sự thụ thai. And ending with parturition, và kết thúc bằng sự sinh đẻ.
Như vậy nó là nguyên cái tiến trình luôn ha, từ khi thụ thai rồi qua các tháng giai đoạn thai phát triển cho đến khi sinh ra mới gọi là sinh, chứ không phải mình nói sinh là chỉ có là khi sinh em bé ra mới gọi là sinh. Người đây là được định nghĩa là nguyên một cái tiến trình như vậy. The birth of beings là sự sinh ra của các chúng sanh. Chữ beings ở đây được hiểu là chúng sanh ha, các chúng sanh. Sự sinh ra của các chúng sanh. Belonging to this or that order of beings. Thuộc về loài chúng sanh này hay chúng sanh khác. Ví dụ như mình thấy có loài là thai sinh, có loài là noãn sinh, có loài là thấp sinh, và có loài là hóa sinh. À, cho nên gọi là tử sanh đó. Mình hay là tử sanh chứ tử phù, thì tử sanh đó là sinh nó bằng bốn cách. Sanh nó bằng trứng thì gọi là noãn sanh. Sanh ra bằng thai thì gọi là thai sanh. Sanh ra từ chỗ ẩm thấp thì gọi là thấp sanh. Và sanh ra bằng cái sự biến hóa như chư thiên là gọi là hóa sanh, thì gọi chung là tử sanh ha. Thì như vậy là các loài chúng sanh đó thì đều gọi là có sự sinh ra, gọi cho nên là sự sinh ra của các chúng sanh thuộc về loài này hay loài chúng sanh này hay loài chúng sanh khác. There being born, sự sinh ra của chúng, sự được sinh ra của chúng. Their conception, sự thụ thai. And springing into existence, và sự xuất hiện. Xuất hiện đấy là nhiều khi nó dành cho cái loài mà hóa sanh đó. Họ không có trong thai, không thụ thai. Ví dụ như mà trong chủ dạy nói đó ha, ở trên cõi trời dục giới đó, là vì thiên nam á mà sinh ra cái là chết ở đây, cái sinh ra tự nhiên thấy mình là một anh một vị thanh niên 20 tuổi, sinh ra đã là một vị thanh niên 20 tuổi, có già sẵn là y phục đã đẹp đẽ rồi. Còn một vị thiên nữ sinh ra là nhìn lại là thấy mình 16 tuổi rồi. Và trong suốt thời gian đó thì họ cứ trẻ như vậy cho đến khi họ không có bị già, họ chỉ thấy có những cái dấu hiệu là thấy là họ bị có những cái như là hoa trên đầu bị héo, hoặc là họ có xuất hiện là mồ hôi rồi đó, là khi đã biết là họ sắp hết tuổi thọ. Và khi về tuổi thọ là họ biến mất khỏi quả trời luôn, chứ họ không có chuyện chết như bên mình. Cho nên đó là những cái, cho nên là gọi ở đây dùng chữ là be springing into existence là xuất hiện ha. The manifestation of the groups là sự biểu hiện ha. Manifestation là sự biểu hiện. The groups ở đây là được gọi là các uẩn ha. Sự biểu hiện của các uẩn. Và mở ngoặc đơn ở đây mình có là corporeality là sắc uẩn, sắc. Feeling là thọ, perception là tưởng, mental formations là hành và consciousness là thức. S ở đây là do việc các cái chữ C, C khanta là hãy xem cái mục khanta là mục uẩn, và mục này thì mình đã học qua rồi. Chưa hả? J về đến K, à, chưa học. Rồi ha, như vậy là sự biểu hiện của các uẩn. Tiếp theo, the acquiring of their sensitive organs. Sự đạt được các giác quan. Sensitive organs là giác quan đó. Sensitive là có cảm giác, và có organ là các cơ quan. Các cơ quan cảm giác thì mình dịch chung là các giác quan ha. Sự đạt được các giác quan. This is called birth. Đây được gọi là sinh. Mà câu này không phải là từ đâu mà nói đâu. Câu này là vì tác giả là ngài Ñāṇāthiloka, ngài trích từ trong Trường Bộ Kinh số 22, D22, Dika Nikaya, là Trường Bộ Kinh, Kinh số 22. Câu tiếp theo, four is conditioning by the prenatal karma process. Để mà biết thêm, four là để biết thêm, is conditioning là cái điều kiện của nó bị điều kiện đó. Để mà đọc thêm về cái điều kiện của nó bởi tiến trình nghiệp trước khi sinh. Tức là gì? Là nghiệp của, ví dụ như một người mà muốn sinh ra đời đó thì phải có cái nghiệp làm cái động lực để cho họ phải sinh ra. Thì cái đó gọi là nghiệp hữu, tiếng trong tiếng Pali mở ngoặc đơn bên trong là kammaphava. Nghiệp hữu. À, để biết thêm về cái sự quy định của sinh do cái tiến trình nghiệp trước khi sinh, thì hãy xem thêm mục là Paticca Samuppada.
Ai dịch được cái chữ Patisasamapada nên là cái gì? Ai nhớ không? Patisasamapada là gì nè? Hả? Paticca là gì? Paticca là chỉ duyên hả? Samuppada là sam cộng với uppada, sam là cùng nhau và uppada là sinh khởi lên. Cho nên là dịch là lý duyên khởi. Mà lý duyên khởi đó mà mở một đơn 90 là gì? Tức là chi thứ 9 và chi thứ 10 của 12 chi của lý duyên khởi. Lý duyên khởi có mấy chi? 12 chi cả thầy. Và chi thứ 9 thứ 10 tức là hữu duyên cho sinh. 9 là hữu và 10 là sinh. Có hữu, hữu ở đây tức là nghiệp hữu đó, kamma phava. Có nghiệp hữu khi đó mới có sinh, sinh là sinh hữu, nghiệp là nghiệp hữu ha. Và thì hãy xem thêm cái phần lý duyên khởi mà đặc biệt là chi thứ 9, chữ 9 và chi thứ 10, cũng như đọc thêm cái mục Patisanti. Ai nhớ chữ Patisanti ha? Patisanti này hình như mình có gặp quá rồi chứ ha. Tâm tục sinh, có khi thì dịch là kiệt sinh thức. Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là kiệt sinh thức. Ngài Tịnh Sự thì dịch là tâm tục sinh. Để diễn tả cái tiến trình là khi mình sinh ra đó, một người mà muốn sinh ra đời là phải có, đầu tiên phải có cái tâm tục sinh này. Mà tâm tục sinh này á là nó kế tục theo, vậy là cái tâm tử ha. Khi mà tâm lý học Phật giáo mà trong A Tỳ Đàm đó thì có giải thích á, khi mình chết cái kiếp này phải không, thì cái tâm cuối cùng của kiếp này là tự tâm, thì ngay cái sát na tiếp theo là tâm Patisanti này liền, là tâm tục sanh liền. Rồi thì đó là giải thích chữ gia thi. Và chuyện như vậy, chữ gia thi là gì? Nguyên là một cái tiến trình luôn. Tiến trình mà đi từ kiếp trước tới kiếp sau đó ha, có bắt đầu từ chữ Patisanti này, rồi nó kết hợp vào bên trong tính cha huyết mẹ đó. Phải có một cái sự kết hợp là yếu tố của cha của mẹ gặp gỡ nhau, và cộng thêm một cái tức tái sanh này, nó hình thành một cái phôi thai. Và sau có một cái tiến trình, và cho đến khi mà sinh ra đời đó thì gọi đó là tiến trình sinh, gia thi ha. Rồi thì từ này thì tương đối đơn giản vì nó không mang, nó không có liên quan nhiều tới tâm lý và triết học. Nhưng mà chữ tiếp theo Javana cũng không dài ha. Javana chữ này thì cũng không dài lắm. Bây giờ quý vị nghe đọc qua được Javana from Javati to impel. Impulsion is the phase of full cognition in the cognitive series or perceptual process, citta vitti, see vijnana kicca, occurring at its climax if the respective object is large or distinct. It is at this phase that karma is produced, that is, wholesome or unwholesome volition concerning the perception that was the object of the previous stages of the respective process of consciousness. There are normally 7 impulsive moments. In mundane consciousness, any of the 17 karmically wholesome classes of consciousness, or of the 12 unwholesome ones, may arise at the phase of impulsion. For the arahat, however, impulsion has no longer a karmic, that is, rebirth-producing character, but is a karmically independent function. There are further 8 supermundane classes of impulsion. The 4 impulsive moments immediately before entering an absorption, jhana, or one of the supermundane paths, magga, are the preparatory parikama, approach, upachara, adaptation, anuloma, and maturity moment, gotrafu. In connection with entering the earth kasina absorption, they are explained as follow in Visuddhimagga chapter 4. After the breaking off of the
of the subconscious stream of being, Pavangasota, there arises the advertence at the mind door, Mano Dwara Vachana, taking as object the earth kasina, wise thinking, earth. Thereupon, four or five impulsive moments flash forth, amongst which the last one, maturity moment, belongs to the fine material sphere, Rupa Vachara, whereas the rest belong to the sense sphere, Kama Vachara, though the last one is more powerful in thought conception, discursive thinking, interest or rapture, joy and concentration, than the states of consciousness belonging to the sense sphere. They are called preparatory Parikamma Samadhi, as they are preparing for the attainment concentration, Appana Samadhi, approaching Upachara Samadhi, as they are close to the attainment concentration and are moving in its neighborhood, Adepti Anuloma, as they adapt themselves to the preceding preparatory stage and to the succeeding attainment concentration. The last one of the four is called matured, Gotrafu. In a similar way, the impulsive moments before reaching the divine ear are described in Visuddhimagga chapter 13. Thì đó là cái đoạn giải thích. Thì đọc với quý vị đọc quá có hiểu không? Bởi vậy cho nên là phải đi học vậy đó. Ha, bởi vì nhiều khi nhiều người giáo viên dạy tiếng Anh mà chưa chắc dịch được đâu, đúng không? Đó, cho nên bên trường mà cháu học môn này ha, đầu tiên á là mình đọc qua từ mới trước ha, giải thích từ mới trước rồi xong rồi mình trở lại. Ở đây mình có động từ to impel, có nghĩa là đẩy, đẩy về phía trước, thúc ép hay là bắt buộc. Impulsion, danh từ, có nghĩa là sự đẩy tới, sự bốc đồng, sự thúc đẩy hay là xung động. Phase là giai đoạn, thời kỳ, phương diện. Còn có khi nếu trong mặt vật lý sinh học thì người ta dịch từ pha tức là tập tiếng Pháp, tức là qua phase ha, thì có tiếng Việt mình đọc pha luôn, giống như mình đã điền ba pha đó là chữ pha này, đây là phase. Cognitive là tính từ, nó đi ra từ cognition là nhận thức, thì cognitive là liên quan đến nhận thức hay là dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm. Perceptual đi ra từ tính từ, đi ra từ danh từ là perception. Perception là trí giác hay là tưởng, và perceptual là thuộc về trí giác, cảm giác hay là giác quan. Climax danh từ có nghĩa là điểm cao nhất hay là đỉnh cao hay là cao điểm. Respective hoặc là respective có nghĩa là riêng từng người, riêng từng cái hoặc là tương ứng. Trên kia mình có impulsion, còn dưới này mình có impulsive là tính từ, có nghĩa là đẩy tới, đẩy mạnh hay bốc đồng, hay là đó có khi mình cũng dịch là tốc hành ha. Tốc hành là nó chạy nhanh đó. Impulsive ví dụ như mình thấy ở đây có cái tính từ, có một từ ví dụ là impulsive act là một hành động bốc đồng, không cần phải thôi thúc gì cả, là bốc đông cứ cần nói một cái làm liền rất là nhanh ha. Absorption á, danh từ có nghĩa là sự hút, sự thu hút, sự say mê, sự miệt mài, nhưng mà trong bài này chữ absorption á là trạng thái thiền hay là tầng thiền, thiền chỉ á ha. Bởi vì sao, khi mà mình mà vào cái trạng thái thiền đó là tâm mình bị hút vào một cái đối tượng đó thôi, và mình không quan tâm gì các đối tượng bên ngoài nữa cả. Cho nên cái trạng thái đó tâm rất là tập trung vào đối tượng, absorption. Preparatory là chuẩn bị, dự bị. Approach là sự đến gần, sự lại gần. Và trong trường hợp này đó thì mình dịch tiếng Hạ Tỷ Tư Phật học là cận hành. Adaptation là sự tra vào, sự lắp vào, sự sửa lại ha, sự thích nghi. Và trong thuộc tông trung bài mình á, mình dùng là chữ thuần thử, nó đi ra từ tiếng Pali là anuloma. Maturity là tỉnh chín, tỉnh thành thục, trưởng thành. Và trong nghĩa Phật học á, mình ở đây mình dùng là chữ chuyển tánh, chuyển từ phàm sang thánh thì gọi là chuyển tánh. Earth Kasina
Ơ sao đấy, còn cái chữ casino này bây giờ người ta không dịch luôn, người ta để nguyên luôn, từ Pali người ta dịch không được. Nên quý vị hãy để lại casino. Và tiếng Việt thì mình dịch là biển xứ. Ha, biển xứ đất. Biển xứ. À, casino. Biển xứ thì xạo lạc nữa sẽ gì? Thì quý vị vô trong đọc thì quý vị sẽ sau này khi phân giải thích quý vị sẽ biết vì sao gọi là biển xứ. Tức là từ cái đất này đó mà mình biển biển nó ra. À, từ trở thành cái đề mục thiên đó. Rồi, the subconscious stream of being. Subconscious là tiềm thức, phải không? Tiềm thức, stream là cái dòng, và being là của chúng sanh. Cái dòng tiềm thức của chúng sanh. Thì tiếng Pali là Phavanga Sota, Phavanga. Phava cộng với Anga, Phava là hiện hữu, Anga là chi phần, và Sota là cái dòng. Cho nên mình dịch là tâm hữu phần, hoặc là tâm hồ kiếp. Tức là những cái lúc á, tâm mình nó không có cộng cộng cái đối tượng gì cả, không có một cái tâm việc gì để suy nghĩ cả, thì nó rơi vào một cái trạng thái không không có hoạt động gì cả, thì gọi là tâm hữu phần, tâm mùi lược. Tiếp theo là advertence at the mind door. Advertence là hướng về, và at the mind door là mind là tâm, ý ha, và door là cửa. Cho nên ở đây dịch là ý môn hướng tâm. Đồng từ flash có nghĩa là lóe sáng, vụt sáng, chiếu sáng. Ví dụ như mình thấy một ví dụ là lightning flashes across the sky. Lightning là tia chớp á, tia chớp nó lóe sáng trên trời. Hoặc là cái chữ flash này nó cũng có nghĩa là vụt hiện lên, được lóe lên. Ví dụ như an idea flash upon him. Anh ta chợt nảy ra một ý kiến. Fine material sphere, rupa vachara. Phải là đẹp, material là sắc ha, sphere là cảnh giới. Cảnh giới mà có sắc đẹp thì mình gọi là sắc giới. Sense sphere, sense là giác quan. À, hoặc là thế giới mà của các giác quan đó, hoặc là mình hay mãi theo đuổi theo các cái đối tượng của giác quan đó thì gọi là dục giới. Thought conception. Thì đây là người cái từ người ta dịch của chữ vitaka là chữ tầm. Discursive thinking là tử. Interest hoặc là rapture là hỷ. Hỷ ở đây có nghĩa là sự quan tâm vào đối tượng mà không có chán. Mình khi một người mà hành thiền đó, mà khi mà vào mà được bắt được cái đề mục hay là bắt được pháp rồi đó, thì người ta theo dõi cái đề mục đó một cách liên tục mà rất là quan tâm, rất là hưởng thụ. Chứ không có chán nào, thì đó gọi là thọ hỷ. Họ là chi hỷ. Hỷ là một cái thiền, là một trong năm thiền chi đó ha. Đấy, tâm tự hỷ lạc định là năm thiền chi. Joy là lạc và concentration là định. Và khi mà nó định á, nó đi qua ba cái giai đoạn định. Ví dụ như đầu tiên gọi là parikamma samadhi. Samadhi là định, parikamma là chuẩn bị. Cho nên á, gọi là định dự bị hoặc là sơ định. Sơ là bước đầu. Rồi Appana Samadhi thì dịch ra là attainment concentration. Và tiếng Việt á, mình hay dịch á, là định an trú hoặc là định an chỉ. Tức là vào được sơ thiền nhị thiền gọi là an chỉ đó. Còn mà trước đó đó, chuẩn bị thì chưa phải. Hoặc là cái giai đoạn approaching Upachara Samadhi cũng là cần định thôi. Là sắp sửa vào định nhất chưa thật sự định. Như vậy đúng ra đó, vì cái này là sắp sửa theo. Mình sắp đây là mình sắp theo cái trật tự xuất hiện trong bài. Chứ còn nếu như mà mình sắp ra kiểu này á, là mình sắp theo cái thứ tự này. Đầu tiên là sơ định, rồi mới tới là cần định, rồi mới tới là định án chỉ. Bây giờ quý vị đọc lại những cái từ mới này trước ha, rồi mình đi vào bài sau. Impulsion. Quý vị để ý tiếng Anh á, đôi lúc nó cũng cắt cỡ lắm nghe. Cái chữ sơ, chữ é sơ này đó, khi thì đọc sơ, khi thì đọc dơ, khi thì đọc sơ. Mà trong trường hợp này nó đọc chữ sơ này. À, cho nên khi nào mình đọc tiếng Anh á, mình phải quay cái dấu miếng ấm bên trong. Họ viết cái chữ kéo chữ này á, là chữ sơ, cho nên mình phải đọc là impulsion. Impulsion. Phase. Cognitive.
cognitive, perceptual, perceptual, climax, climax, respective, respective, impulsive, impulsive, absorption, absorption, preparatory, preparatory, approach, approach, adaptation, adaptation, maturity, maturity, earth casina, earth casina, the subconscious stream of being, the subconscious stream of being, advertence at the mind door, advertence at the mind door, flesh, flesh, fine material sphere, fine material sphere, rupa vachara, sense sphere, kama vachara, thought conception, discursive thinking, interest, rapture, joy, concentration, preparatory, parikamma samadhi, approaching, upachara samadhi, attainment concentration, appana samadhi. Rồi, giờ mình đi vô bài ha. Mình đọc cái đoạn một trước ha, đọc xong rồi bắt đầu mình vào dịch ha. Javana, from Javati, to impel, impulsion, is the phase of full cognition, in the cognitive series, or perceptual process, citta viti, si vijnana kicca, occurring at its climax, if the respective object is large or distinct, it is at this phase that karma is produced, that is, wholesome or unwholesome, volition concerning the perception that was the object of the previous stages of the respective process of consciousness. There are normally seven impulsive moments in mundane consciousness. Any of the 17 karmically wholesome classes of consciousness, all of the 12 unwholesome ones may arise at the phase of impulsion. For the Arahat, however, impulsion has no longer a karmic, that is, rebirth-producing character.
But is a chemically independent function. There are further eight supermundane classes of impulsion. À, rồi bây giờ đoạn này đó là cái đoạn định nghĩa và liệt kê các loại tốc hành tâm. À, thì chữ Javana đó nó đi ra từ động từ Javati của tiếng Pali, mà Javati đó nó có nghĩa tiếng Anh là impel, tức là thúc đẩy, thôi thúc. Cho nên á, từ cái chữ thúc đẩy, thôi thúc đi ra, từ đó mới có cái danh từ impulsion, là thúc tới, thúc đẩy tới, hay còn gọi là tốc hành. À, thường thường thì impulse là cái gì mà nó thôi thúc nhanh, mà đã là thôi thúc, thúc đẩy thì nó phải rất là nhanh. Cho nên là Hòa Thượng Minh Châu đó dịch cái chữ Javana này là tốc hành tâm, còn Ngài Tịnh Sư đó thì dịch là tâm đồng tốc. Chữ đồng á là chạy, à, tốc là nhanh, thì cũng vậy, bên hành cũng là chạy, cũng là đi, nên cái nghĩa nó giống nhau, là từ Javana đi ra từ đồng chữ Javati cũng người đã chạy đó ha. Cái tâm này nó rất là nhanh, còn cái nhân nó gọi là chạy luôn, đồng tốc, không những chạy mà chạy nhanh nữa đó ha. Tốc hành tâm, à, tốc hành tâm is the phase of full cognition, là cái giai đoạn hoàn toàn nhận thức. Tức là đó, những cái giai đoạn trước nó đó là nhận thức mà chưa có đầy đủ, cho tới cái tốc hành tâm đó mới gọi là nhận thức một cách hoàn toàn, à, giai đoạn nhận thức hoàn toàn. In the cognitive series, là trong cái tiến trình nhận thức, series là một chuỗi, à. Cognitive, chữ cognition là danh từ, và cognitive là tính từ cùng một nghĩa, là thuộc về nhận thức, chuỗi nhận thức. À, như vậy đó, à, tốc hành tâm là cái giai đoạn nhận thức hoàn toàn trong một cái chuỗi của tiến trình nhận thức, hoặc là all perceptual process, hay là tiến trình trí giác, hay mình dịch chung nữa là tiến trình tâm. Chitta viti, trong ngọc đơn đó, chữ chitta là tâm và viti là tiến trình, à, hay là tiến trình tâm. Occurring at its climax. Như cái tốc tốc hành này đó, nó xảy ra vào đỉnh cao của tâm, ha. Climax là đỉnh cao nhất. Nếu như mà mình diễn tả tiến trình tâm là một cái tỉa thì đô thị hình xin đó, ha, thì cái điểm cao nhất, hay là hình parabol đó, thì cái điểm cao nhất lên trên đó là cái tốc hành tâm, mà sau đó nó rớt xuống lại, ha. À, xảy ra vào cái đỉnh cao nhất, điểm cao nhất của nó. If the respective object is large or distinct, nếu như đối tượng tương ứng, respective là tương ứng, object là đối tượng, là large là lớn, or distinct là rõ ràng. À, nếu như cái đối tượng tương ứng lớn và hay là rõ ràng. Vì sao mà phải có thông lên cái đuôi sau là nếu đối tượng lớn hay rõ ràng? Quý vị biết á, là vì nếu đối tượng nhỏ quá đó thì là mới ngang cái những cái đoạn trước á, là mới tiếp thu hay là suy đạt hay là xác định á, và xong cái tâm nó biến mất rồi, nó không đủ mạnh để cho nó xảy tới cái cao trào để nó phát sinh cái tốc hành tâm luôn. Khi nào cái đối tượng nó đủ lớn, đủ rõ đó thì nó mới phát sinh tới cao trào để tốc hành tâm nó mới xảy ra. Như vậy cái tâm rất là mạnh mới có tốc hành tâm. Và khi mà có tốc hành tâm thì đối tượng đó nó phải đủ lớn, đủ rõ, ha. À, như vậy đó, như vậy đó là định nghĩa tốc hành tâm này. Tốc hành tâm là giai đoạn nhận thức hoàn toàn trong tiến trình nhận thức hay tiến trình tâm, xảy ra tại cái cao điểm của tiến trình đó, nếu như đối tượng tương ứng đủ lớn hay là rõ ràng, ha. Đó là định nghĩa nè. Bây giờ tiếp theo. It is at this phase that karma is produced. Chính ngay tại giai đoạn này mà nghiệp được tạo ra. Trước đó đó, khi tốc hành tâm mà chưa xảy ra thì cứ chưa có nghiệp. Tốc hành tâm này chính là giai đoạn tạo nghiệp này, cho nên nó mới quan trọng vậy đó. À, chính giai đoạn này mà nghiệp được tạo ra. That is có nghĩa là đó là, hay là nghĩa là wholesome or unwholesome volition, hay chính là tác ý. Chữ volition là tác ý, wholesome là thiện,
unwholesome là bất thiện. Có nghĩa là những tức là những cái tác ý thiện hay là bất thiện. Concerning the perception, liên quan đến cái tưởng. Perception là tưởng ha. Liên quan đến tưởng. Mà tiếp theo câu này khá dài. That was the object, mà là đối tượng. Cái tưởng này đó, cái tưởng này chính là cái đối tượng of the previous stages, của cái giai đoạn trước của tiến trình tâm tương ứng. Ở đây là ý nói rằng đó ha, đây là giai đoạn tạo nghiệp. Có nghĩa là những ý nghiệp là gì? Là những tác ý thiền hay bất thiền. Mà những cái tác ý này đó là nó liên quan tới cái tưởng. Mà tưởng, bởi vì muốn có, mình muốn phản ứng bằng thiền hay bất thiền đó, là vì mình đã có những cái tưởng, những cái giai đoạn của nó, những cái giai đoạn tâm tương tiện trên tâm thực đó nó đã làm việc rồi. Tưởng là sao? Ví dụ như quý vị gặp một người ha, đang ngồi đây, có một người bước vào, mình nhìn cái mặt người đó. Nếu như nhìn cái mặt người đó mà chỉ thấy cái mặt người đó thôi chứ không có cái ý nghĩa gì cả đó thì không có vấn đề vấn nè. Bây giờ nhìn cái mặt người này, á, cái người này hôm qua là họ mượn tiền mình không có trả. Rồi, vậy là cái tâm mình khởi lên cái gì liền. Đúng chưa? Thì cái mà nhận ra, cái giai đoạn mà nhận ra người này hôm qua mượn tiền mình không trả, hay người này hôm qua là chửi mình câu gì đó đó, thì tiện theo tiện hình tâm là tâm thiền hay bất thiền. Đó, phân lượng nó bất thiện. Cho nên là này, cái bất thiện này người ta mới giải thích đó, là bất thiện này nó liên quan tới cái tưởng. Mà cái tưởng này đó, nó là cái đối tượng của những cái tiếng trên tâm trước đó. Chưa? Cho nên cái gì có nhân có quả, có trước có sau. Đó, vì cái trước nó dẫn dắt tới cái sau. Mà trước đó là mình, sau này vào đoạn sau này sẽ giải thích cái tiếng trên đó rõ hơn. Bây giờ mình chỉ như vậy là mình nhớ đó, không phải tự nhiên mà mình phản ứng, mà mình phản ứng dựa trên những cái trí nhớ của mình về quá khứ, về cái đối tượng đó. Nếu như người đó hôm qua mà cho mình ăn cái gì rất là ngon, dù mình đi chơi vui vẻ giờ gặp lại nó cười tươi rói liền, phải không? mà người đó hôm qua mà mượn tiền mình trả, bây giờ nhìn lại cái mặt là thấy là sáng liền đó, thì như vậy đó là phản ứng thiền hay bất thiền đó ha. Bây giờ tiếp theo. There are normally 7 impulsive moments. Normally là thông thường. Ha. Thông thường thì có 7 sát na của tốc hành tâm. Trước khi tốc hành tâm xuất hiện là mỗi cái kia là mỗi sát na thôi. À, như là hữu phần rung động, hữu phần dừng lại, hữu phần đứng yên. À, rồi sau đó mới là ngủ môn hưởng tâm, rồi ngủ thức, rồi này kia đó. Ha. Mỗi cái một sát na mà riêng cái tốc hành tâm này 7 sát na. Và đây có mà nó giải thích thêm in mundane consciousness, trong các cái tâm dục, trong cái tâm hiệp thể. Mundane là thế gian đó, hiệp thế gian thì mình dịch là tâm hiệp thể, từ cái từ lokiya này. Lokiya là loka cộng với iya, thuộc về thế gian. À, trong các cái tâm hợp thể thì any of the 17, bất cứ một trong 17 loại tâm thiền, 17 loại tâm thiền. À, không biết ai biết 17 loại tâm thiền là tâm gì không này? Có, trong này quý vị có ai học ví dụ pháp chưa? Thôi bây giờ 17 loại tâm thiền á ha, là 8 tâm đại thiền ha. Bây giờ quý vị cứ ghi đây đi, rồi sau này quý vị có thể về đọc ha. Mình sẽ đánh dấu vào đây để cho quý vị biết cái nói 78, 17 không biết 17 gì. Quý vị sẽ về đọc lại thêm 8 tâm đại thiền, 5 tâm thiền sắc giới và 4 tâm thiền vô sắc giới. Rồi 17 ha. Rồi 8 5 13 cộng 4 17 là 17. 17 tâm thiền ha. Như vậy này là trong cả cái tâm hiệp thể đó là có bất cứ tâm nào trong 17 tâm thiền cộng thêm cái gì? Hoặc là bất cứ tâm nào trong 12 tâm bất thiền. Hồi nãy có nói có 12 tâm bất thiền, con nhớ không nào? 8 tâm tham. À 2 tâm sân và 2 tâm si. Là 12 tâm bất thiện. Như vậy là bất cứ tâm nào trong 17 tâm thiện và 12 tâm bất thiện may arise at the phase of emotion, đều có thể xảy ra vào cái giai đoạn tốc hành tâm. Thì như vậy đó, nếu như mình phản ứng á, thường thường là mình phản ứng hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là mình phản ứng bằng cái tâm là tâm thiện. Mặc dù người ta tới chửi mình, nhưng mình không phải khi nào người ta chửi mình cũng đều sân cả, đúng không? Nhiều khi người ta tới chửi mà mình vẫn rất là nhẫn nại, mình không hề nổi sáng gì cả, ngồi lắng nghe một cách rất là bình tĩnh.
thì như vậy là mình nghe bằng tâm thiện. Ngay khi đó là mình có tín này, có trí tuệ, có nhẫn nại, có tinh tấn ha, thì có tâm từ, có tâm xả đó, thì ngay khi đó là mình có tâm thiện. Cho nên là cái ngoại cảnh không quan trọng, đối tượng có thể tốt có thể xấu. Có khi đối tượng tốt mà tâm mình lại là bất thiện, mà có khi đối tượng xấu mà tâm mình vẫn thiện. Quý vị thấy không, đối tượng tốt có bất thiện là ví dụ như những cái người mà họ mà thấy những người mà họ ngoài đạo đó, mà thấy quý vị đi chùa mà tới cúng dường là họ tức lắm, họ nói sao ngu quá, đem tiền đi cúng với mấy ông sư, đúng không ha. Hoặc á, thời xưa mà Đức Phật ngài là một người bậc đại trí, đại tư, đại bi như vậy đó, nhưng mà ngoài đạo nó vẫn ghét như thương, cho nên khi mà nó gặp Đức Phật là nó vẫn tìm cách để nó hại ngài. Như vậy đối tượng dù tốt bao nhiêu, tâm mình vẫn có thể là tâm bất thiện. Ngược lại đối tượng xấu mà tâm vẫn thiện. Có người họ tới họ chửi Đức Phật quá trời mà Đức Phật ngồi bên thảng, xong rồi hỏi ông nói xong chưa, nói xong rồi, rồi ông đem qua tới tặng người ta mà người ta không nhận thì sao, nói thì thuộc về ai, nói thì thuộc về tôi, rồi ông đem về xong. Đúng nè, thì như vậy đối tượng nó xấu mà mình vẫn không có khởi bất thiện, mình vẫn thiện. Cho nên đối tượng không quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình. Và cái phản ứng của mình ngay tại lúc đó chính là tốc hành tâm à. Và tốc hành tâm này có thiền, nếu như thiền thì nó là 117 tâm bất thiền đó. Và nếu như nó bất thiền thì nó là 112 tâm bất thiền à. Rõ ràng ha. Rồi tuy nhiên, có đối với vị A-la-hán đó, for the Arahat, đối với một bậc A-la-hán, however, tuy nhiên, impulsion has no longer a karmic, that is, rebirth producing character. Thì đối với một vị A-la-hán thì tốc hành tâm nó không có còn tính chất tạo nghiệp ha. Karmic này, chữ karmic á, bổ nghĩa với chữ character, tức là tính, chữ character là tính chất, karmic là tạo nghiệp. Mà tính chất tạo nghiệp là gì? Giải thích cho rõ, đó là rebirth producing, là tạo nên sự tái sinh. Tạo nghiệp có nghĩa là tạo nên sự tái sinh. Một vị A-la-hán là đã vì đạt tới quả vô sinh rồi, cho nên các ngài đó không còn tạo nghiệp nữa. Hành động tốc, khi mà tốc hành tâm, các ngài phản ứng là không phản ứng với cái tâm tạo nghiệp nữa. Mà cái đó gọi là gì? But is a karmically independent function. Mà chỉ là tâm, chỉ là những cái chức năng ha, những cái function đó, là những cái hoạt động independent, độc lập. Karmically là về nghiệp, những cái hoạt động, những cái chức năng độc lập về nghiệp. Mình dịch chúng một cái từ đó là duy tác ha, từ Phật học á, trong sách của ngài Hòa thượng Minh Châu đó, dịch chữ kiriya à. Cái chữ kiriya này đó, từ thuộc ngữ quan trọng nghe. Kiriya là duy tác, chỉ là hành động mà thôi, không tạo nghiệp. Ví dụ ha, cùng là bổ thí, nhưng mà mình bổ thí là mình có sự mong cầu. Mình bổ thí vậy chứ mong kiếp sau rồi đừng có nghèo, mong kiếp sau xin vô nhà khả giả tí. Hoặc là thậm chí mình không mong cầu, nhưng mà khi mình vẫn còn cái tâm mình vẫn còn có cái khuynh hướng đi tái sanh đó, thì cái nghiệp đó vẫn còn trả. Còn đối với các cái vị A-la-hán đó, thì người ta cho thì các thấy người ta cho cần thì mình cho, mà người ta không cần thì mình không cho, người ta xin thì cho. Thành ra đối với các ngài, cái hành động cho là tự nhiên thôi, vì người ta cần thì cho, chứ không có phải là vì mong cầu một cái gì đó mà cho, cho nên không còn tạo nghiệp nữa. Gọi là karmically independent. Thì cái chữ ở đây đó là, tuy nhiên đối với một vị A-la-hán thì tốc hành tâm không còn là mang cái tính chất tạo nghiệp, tức là đưa đến sự tái sanh nữa, mà chỉ còn là những hành động duy tác, tức là độc lập về nghiệp. There are further 8 supermundane classes of impulsion. Ngoài ra, further là ngoài ra, thì còn có 8 loại tâm tốc hành siêu thể. 8 loại tâm tốc hành siêu thể, nó xảy ra trong tất cả cái tâm siêu thể, tức là 8 tâm, 4 tâm đào và 4 tâm quả. Rồi như vậy là mình đã nắm được ha, nắm được định nghĩa tốc hành tâm rồi. Tốc hành tâm là cái giai đoạn mà nhận thức hoàn toàn, nó chạy đến đỉnh cao của tiến trình tâm. Và giai đoạn đó là giai đoạn tạo nghiệp. Và trong giai đoạn đó thì có thể có 17 tâm thiện, hoặc là 12 tâm bất thiện, hoặc là 8 tâm siêu thể. Còn riêng đối với các vị A-la-hán đó, thì tới khi đây là không còn thiện hay bất thiện nữa, mà chỉ còn là duy tác mà thôi. Rồi tiếp theo,
Bây giờ cái này đoạn nó chưa đọc, bây giờ quý vị đọc rồi đó ha. The four impulsive moments immediately before entering an absorption or one of the supermundane parts Magga are the preparatory parikama approach upachara adaptation anuloma and maturity moment gotrafu in connection with entering the earth kasina absorption, they are explained as follows. In Visuddhi Magga, chapter 4, after the breaking off of the subconscious stream of being, Pavanga Sota, there arises the advertence at the mind door, Mano Dwara Vachana, taking as object the earth kasina, wise thinking, Earth. Therefore, four or five impulsive moments flash forth, amongst which the last one, maturity moment, belongs to the fine material sphere. Rupa Vachara, whereas the rest belong to the sense sphere, Kama Vachara, though the last one is more powerful in thought conception, discursive thinking, interest, rapture, joy, and concentration, then the state of consciousness belonging to the sense sphere. They are called preparatory parikamma samadhi, as they are preparing for the attainment concentration, Appana Samadhi, approaching Upachara Samadhi, as they are close to the attainment concentration, and are moving in its neighborhood, adapti anuloma, as they adapt themselves to the preceding preparatory stage and to the succeeding attainment concentration. The last one of the four is called matilde gotrafu. In a similar way, the impulsive moments before reaching the divine ear are described in Visuddhi Magga,
Chapter 15. Sorry. Chapter 13. Yeah. Đoạn này đó thì người ta giải thích cái tốc hành tâm, nhưng mà trong cả cái tâm thiền thì the four impulsive moments là bốn cái sát na tốc hành tâm. Bốn sát, chữ moment mình dịch là sát na còn impulsive là tốc hành. Bốn sát na tốc hành tâm. Immediately là before là ngay trước khi. Ngay trước khi entering an absorption, ngay trước khi nhập thiền. Hoặc là gì dùng gì chứng, chữ enter đó. Thường thường mình hay nghe trong kinh là gì? Chứng và trụ thiền thứ nhất phải không? Thì chữ chứng là chữ enter và chữ trụ là chữ abide. Lát nữa mình xuống dưới kia sẽ có chữ abide. Thì như vậy là mình dịch chứng cũng được, bởi vì với thiền thì gọi là chứng thiền, mà với quả thì gọi là chứng quả. Thế này, before entering absorption là trước khi chứng thiền. Or one of the supermundane paths, hoặc là một trong các quả, xin lỗi, một trong các quả đào siêu thế. Hay là chứng một trong các đào siêu thế. Chữ pass ở đây mình dịch là đào, trong tiếng Pali là chữ magga. Supermundane là siêu thế. Như vậy này, bốn sát na tốc hành tâm ngay trước khi chứng thiền, hay chứng một trong bốn đào siêu thế, là bốn tốc hành tâm đó là bốn gì? Bốn giai đoạn, một giai đoạn đều có tên cả. Thứ nhất gọi là parikama, tiếng Pali parikama là preparatory, là dự bị. Thứ dự bị, approach là cận hành, adaptation là thuần thứ, và maturity moment là chuyển tánh. Chuẩn bị hay dự bị? Chuẩn bị, cần hành, thuần thứ và chuyển tánh. Chuyển tánh, chuyển tánh tức là chuyển từ thánh, từ phàm sang thánh đó. Tức là cái, khi mà giai đoạn mà vị này mà chứng được quả đầu tiên đó, chỉ cần chứng được cái tu đà hoàng đạo thôi, như vậy là vì này là chuyển từ phàm phu mà sang bậc thánh, cho nên gọi là gotra phu, là chuyển tánh. Như vậy bốn giai đoạn là chuẩn bị, cần hành, thuần thứ và chuyển tánh. Mấy từ này là rất là quan trọng nghe, thế nào thì có đó. Tiếp theo in connection with entering the earth kasina absorption. In connection with là liên quan đến, liên quan đến việc chứng thiền có đề mục đất. Chữ kasina mình có thể dịch là đề mục là biển xứ, chữ biển xứ đất. Liên quan đến việc là chứng thiền có đề mục là kasina đất, thì chúng được giải thích như sau trong Thanh Tịnh Đạo chương 4. After the breaking off of the subconscious stream of being, sau khi mà chặt đứt, break off là chặt đứt, phá vỡ cái dòng hữu phân, bởi vì cái dòng hữu phân là đang chạy lặng lẽ âm thầm vậy đó, thì nhưng khi mà có một đối tượng tới thì nó phá vỡ cái sự lặng lẽ đó, nó phá vỡ cái dòng dòng hữu phân hay là dòng tâm hữu hồ kiếp. There arises the advertence at the mind door. Nó khởi sinh lên là ý môn hướng tâm. Hoặc là mình dịch là ý môn hướng tâm khởi sinh lên. Sau khi dòng hữu phân bị chặn đứng, mình dịch chặn đứng được, bị chặn đứng đó, thì ý môn hướng tâm khởi lên. Taking as object the earth kasina, while thinking as a, lấy kasina đất làm đối tượng. Taking as object the earth kasina là lấy biển xứ đất làm đối tượng. Why thinking, trong khi suy nghĩ, hay là đất là cứ suy nghĩ về đất thôi. Thereupon là ngay khi đó,
Four or five impulsive moments flash forth. Bốn hay năm sạc na tóc hành tâm lóe lên. Among which, trong số đó, the last one là sạc na cuối cùng. Sạc na cuối cùng mở ngoặc đơn là gì? Maturity moment, tức là tâm là chuyển tánh á. À, trong đó đó thì cái sạc na cuối cùng tức là chuyển tánh belong to the fine material sphere, thuộc về sắc giới. Như vậy là có bốn sạc na ha. Nhưng mà cái sạc na cuối cùng thì nó thuộc về sắc giới, trong khi ba sạc na trước nó thuộc về dục giới. Vì sao vậy? Bởi vì chuyển tánh đó. Nó đang, họ đang, cái người này chuyển từ dục giới qua sắc giới. Trước đó là tâm họ tâm dục giới. Nhưng mà mới cái sạc na chuyển tánh á, là tâm họ trở thành tâm sắc giới. Cho nên cái sạc na đó, cái tâm, cái sạc na thứ tư đó đó, cái sạc na cuối cùng đó đó, nó thuộc về, belong to the five material sphere. Thuộc về sắc giới. Whereas the rest belong to the sense sphere. Trong khi những sát ná còn lại, tức là chuẩn bị này, là cận hành, là thuần thử, tức là những sát ná còn lại đó đó, trước đó đó, belong to the sense sphere, thuộc về dục giới, kama vachara. Though the last one, mặc dù sát ná cuối, sát ná sáu cuối, tức là sát ná thuần ở chuyển tánh đó, ha, is more powerful, nó mạnh hơn. Mạnh hơn về gì? Thought conception là tâm, discursive thinking là tử, interest or rapture là hỷ, joy là lạc và concentration là định, tức là nắm thiên chí đó ha. Mặc dầu sát ná cuối nó mạnh hơn về tâm tử hỷ lạc định, hơn là những cái tâm thuộc về dục giới. Bây giờ mày giải thích những cái tên ha. Vì sao được gọi là chuẩn bị, vì sao gọi là cần hành, vì sao gọi là thuần thử này ha. They are called preparatory parikama samadhi. Chúng được gọi là chuẩn bị định hay là định dự bị ha. As they are preparing for the attainment concentration. Vì chúng đang chuẩn bị cho định an chỉ. Attainment concentration á, mình dịch là định an chỉ. Định an chỉ tức là được vô sơ thiền nhị thiền rồi đó. Vô đó là nó trụ, an trì hay an trụ, tức là tâm mà đã vô đó là nó trụ đó luôn. Nó rất là bình yên mà rất là vững chắc, không có bị dao động nữa. Cho nên gọi là attainment concentration, mình dịch là định an trụ hay là định an chỉ. À, như vậy nó được gọi là chuẩn bị, vì nó đang chuẩn bị cho định an trụ. Còn chữ approaching á, là cận hành này, thì được gọi là cận hành vì as they are close to the attainment concentration and are moving in its neighborhood, là bởi vì chúng rất là gần với định an trú và chúng đang di chuyển vào cận kề với nó. Neighborhood là khu lân cận đó, mình dịch là cận kề ha. À, vì chúng rất gần với định an trú hay là định an chỉ và đang di chuyển về cận kề với nó. Ở adaptive đó mình dịch là thuần thử. Chữ vị trí từ chữ anuloma đó ha, là thuần thử, gọi là thuần thử. Vì chúng adapt themselves là chúng thuần theo the preceding preparatory stage, thuần theo cái những cái trạng thái chuẩn bị trước nó, tức là cái tấm thuần thử đó, nó cái tấm chuẩn bị nó đi xong, nó kèm theo và cái tấm cận hành đi theo, rồi cái tấm thuần thử nó đi theo luôn, tức là nó xuôi dòng theo những cái trước nó đó ha, à, nó thuần theo những cái trạng thái chuẩn bị trước nó, và nó cũng thuần theo thu này á, tức là adapt thu luôn á, và nó cũng thuần theo cái định án chỉ mà tiếp sau nó. Nó vừa thuần theo cái trước nó, mà có thuần, nó cũng thuần theo cái đi sau nó luôn. Ha. Và cái sát na cuối cùng, the last one of the four, sát na cuối cùng trong bốn sát na này, được gọi là chuyển tánh hay là chín chắn. In a similar way, the impulsive moments before reaching the divine ear are described in Visuddhimagga, chapter 13. Cũng tương tự như vậy,
các sát na tốc hành trước khi đạt được thiên nhị thông, before reaching the divine ear. Các sát na tốc hành trước khi đạt được thiên nhị thông cũng được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo chương thứ 13. Để quý vị hiểu rõ thêm cái đoạn này đó, thì quý vị đọc cái đoạn này ha, để mình đọc cái đoạn này là chương 4 này. Sự xuất hiện định an chỉ trong tâm lộ trình ha. Này. Khi hành giả hướng tâm theo cách ấy, chạm mặt sơ tướng, biết nay định an chỉ sẽ tiếp theo. Thời ý muốn hướng tâm khởi lên nơi vị ấy, cùng một đối tượng là Kasina đất. Định tướng ấy giảng đoàn dòng hữu phần. Hồi nãy mình nói gì? Breaking off á, ha? Breaking off the subconscious stream of being, ha? Như vậy này. Đó, định tướng ấy giảng đoàn dòng hữu phần và khởi lên nhờ liên tục lặp lại đất, đất. Sau đó, bốn hay năm tốc hành tâm khởi trên cùng một đối tượng tốc hành tâm cuối cùng thuộc sắc giới. Những tâm trước đó thuộc dục giới, nhưng năm thiền chi trong những tốc hành tâm này thường mạnh hơn trong tâm thường. Những tốc hành tâm này gọi là tâm chuẩn bị, vì chúng chuẩn bị cho định an chỉ, cũng gọi là cần hành tâm, vì chúng gần với định an chỉ, hoặc vì chúng xảy đến ngay trước định an chỉ. Như người ta nói, phù cần khu làng, phù cần khu phố là nơi gần làng gần phố. Gọi là tâm thuần thứ vì chúng phù hợp với tâm đi trước và định tưởng tiếp theo sau. Tốc hành tâm cuối cùng còn gọi là chuyển tánh vì nó vượt qua dục giới hữu hạn và làm phát sinh dòng sắc giới siêu việt. Tốc hành tâm đầu tiên gọi là chuẩn bị, thứ hai là cần hành, thứ ba là thuần thứ, thứ tư là chuyển tánh, thứ năm là an chỉ. Hoặc tâm đầu tiên là cần hành, thứ hai thuần thứ, thứ ba chuyển tánh, thứ tư là tâm an chỉ. Vì chỉ có tâm sâu rốt này mới dán chặt vào an chỉ, tùy theo thẳng trí lĩnh lời. Tâm thứ tư đã an chỉ hay là chậm lục là tâm thứ năm. Thì như vậy đó, cái đoạn này là cái đoạn mà được trích dẫn ở trong cái đoạn mà mình mới đọc ha. Để ở đây tiếp theo mình đọc cái đoạn dưới này. Nhân luận sư A Tỳ Đàm là trưởng lão Gotata trích dẫn đoạn văn. Những thiền tâm đi trước là một duyên, kể như tập hành duyên cho những tâm kế tiếp. Và thêm, chính nhờ tập hành duyên mà mỗi tâm kế tiếp đều mạnh. Bởi thế trong tốc hành tâm thứ 6 hoặc 7 vẫn có thể đắc định an chỉ. Điều này bị các luận bác bỏ, cho đó chỉ là quan điểm riêng của vị trưởng lão ấy. Ở đây quý vị dạy, họ giải thích thêm này, mặc dù có 7 sát na tốc hành tâm, nhưng mà chỉ có trong tốc hành tâm thứ 4 hoặc thứ 5 thì mới có định an chỉ. Qua khỏi giới hạn ấy thì tốc hành tâm chìm xuống vì gần với dòng hữu phần. Và điều này đã được cân nhắc kỹ mới nói lên, do vậy không thể bác bỏ. Bởi vì cũng như một người đang chạy đến một cái hố mà muốn dừng khi chân đã kề miệng hố thì không thể nào dừng được, mà chỉ có việc rớt xuống hố. Cũng thế, không thể có chuyện dán chặt vào định an chỉ ở tốc hành tâm thứ 6 và thứ 7 vì gần với dòng hữu phần. Do đó, cần hiểu rằng chỉ có định an chỉ ở tốc hành tâm thứ 4 hay thứ 5. Nhưng định an chỉ ấy chỉ ở trong 1-5 sát na duy nhất, vì có 7 trường hợp trong đó tâm lộ trình thông thường không áp dụng. Thì những cái đoạn này đó thì người ta nói về kỹ hơn những cái sau, thì khi mà các ngài mà viết thì ngài không có giải thích nhiều. Ngài không có giải thích nhiều vì đây nói tới diệt thọ tưởng định này kia đó. Nhưng mà quý vị thấy lát nữa mình học có tới chữ gia ná đó, sơ thiền đó. Ở đây là nhân ở đây mình đọc cái đoạn tiếng Việt á, thì đọc cho tới cái đoạn trước luôn. Bởi vì quý vị thấy mình hay nghe nói là thiền, sơ thiền là gì? Lý dục, lý các pháp bất thiền, chứng và trụ trì thiền thứ nhất ha. Thì hai cái chữ lý dục và lý các pháp bất thiền vi giáo là khi nào đi liền nhau. Lý dục nghĩa là gì và lý các pháp bất thiền nghĩa là gì, thì ở đây giải thích rất là rõ ha. Này, đến đây hoàn toàn lý dục, lý bất thiền pháp, vì ấy chứng và trụ sơ thiền, có tâm, có tứ với hỷ lạc do lý dục sanh. Và như vậy hành giả đã đắc sơ thiền, từ bỏ năm pháp. Từ bỏ năm pháp là năm triền cái. Đạt được năm pháp tức là năm thiền chi. Tốt đẹp ở ba phương diện, có 10 đặc tính và sơ thiền ấy thuộc biển xứ đất. Bây giờ giải thích từng cái từ một ha. Hoàn toàn lý dục ở đây có nghĩa sau khi đã thoát khỏi những dục vọng. Hoàn toàn Eva có nghĩa là tuyệt đối. Khi thực sự chứng và trụ sơ thiền thì dục không có mặt, và dục
chính là cái gì ngược hẳn với sơ thiền. Sơ thiền chỉ xảy ra khi hoàn toàn buông bỏ dục. Nghĩa là dục phải là cái không đồi trời chung với sơ thiền. Nếu có dục thì không đắc sơ thiền. Cũng như có tối thì không có sáng. Bỏ bờ gần mà đến bờ xa. Đó là tính cách tuyệt đối của sự hoàn toàn ly dục. Danh từ hoàn toàn này cần được hiểu ngầm cả trong vế thứ hai. Đó là hoàn toàn ly bất thiện pháp. Nghĩa là những triền cái khác ngoài dục. Và mặc dù lý tổng quát bao gồm ngoài kiểu từ bỏ, ở đây chỉ có ba thứ từ bỏ muốn ám chỉ. Đó là thân viễn ly, tâm viễn ly và viễn ly bằng sự đè nén. Năm kiểu viễn ly bằng cách đè nén nhờ định, bằng cách thay thế những pháp đối lập nhờ tuệ, bằng cách cắt đứt nhờ đạo lộ, bằng cách tình chỉ nhờ quả và viễn ly nhờ niết bàn. Còn ba kiểu viễn ly đó là thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly. Nhưng ở đây giải thích thêm chữ dục rất là hay, quý vị để ý ha. Bởi vì khi mình tu tập á, mình phải hiểu cho rõ, thường thường chúng sanh mình là sửng sanh trong cõi dục giới, thì thường á là mình hay bị kỵ ngăn ngại là bởi dục. Thì ở đây giải thích dục là sao? Danh từ dục bao gồm nhiều thứ, đó là dục kể như đối tượng. Như ở đoạn gì là đối tượng của dục, đó là những sắc pháp khả ý, khả ái, khả lạc vân vân. Và dục kể như cấu uế được nói trong vi phân ga như sau: đam mê là dục, thèm muốn là dục, khát khao là dục, khát khao thèm muốn là dục. Thì ở đây đó, như vậy dục nó có hai phần, là vừa là đối tượng bên ngoài và vừa là cái cấu uế bên trong tâm mình ha. Có ba từ chanda, kama và raga cùng hợp với từ chia chúng, cần hiểu rõ. Chanda rất thông dụng, có nghĩa là hăng say, ham muốn. Tốt hoặc xấu thường có nghĩa là ư hoặc đồng. Trong thuật ngữ, nó chỉ cho bốn thân túc và bốn thẳng đạo. Kama là chỉ chung ngũ dục thuộc dục giới, nghĩa hẹp là dâm dục. Nó gồm có nghĩa dục chủ thể ham muốn, tức cấu uế của tâm, và đối tượng gợi lên dục vọng. Raga là ham muốn theo ý xấu, như là chữ lofa là thuật ngữ chỉ một trong ba bất thiện. Căng là tham, sân si. Raga là tham theo nghĩa chung, và kamachanda là dục tham, tức là từ ngữ chỉ riêng cho triền cái. Như vậy, hoàn toàn ly dục có nghĩa là hoàn toàn thoát ly những đối tượng của dục, tức là thân viễn ly. Còn ly bất thiện pháp là từ bỏ những cấu uế của tâm, tức là dục vọng, hoặc từ bỏ tất cả thiện pháp ám chỉ cho tâm viễn ly. Trong khi ly dục chỉ có nghĩa là từ bỏ khoái lạc giác quan, xa lìa đối tượng của dục, thì ly bất thiện pháp còn ám chỉ đến sự khoái lạc viễn ly, vì lìa khỏi dục kể như là cấu uế của tâm. Ly dục là từ bỏ cái nhân của tham, ly bất thiện pháp là từ bỏ cái nhân của si, và ly dục là thanh tịnh thân nghiệp, ly bất thiện pháp là thanh tịnh ý nghiệp. Nhưng nếu dục được hiểu là cấu uế, thì nó chỉ dục tham dưới nhiều hình thức, sự hăng say theo đuổi, sự thèm khát vân vân, tức là khoái lạc giác quan. Mặc dù nó bao gồm trong bất thiện pháp ở về sau, ở đây nó được nêu riêng rẽ bởi vì nó xung khắc với thiền. Hoặc dục nói ở vế thứ nhất, hoàn toàn ly dục là thèm khát khoái lạc giác quan, và đó là một phiền não cấu uế. Và dục ám chỉ trong vế thứ hai, vì đó là một bất thiện pháp. Và vì dục sự thèm khát mang nhiều hình thức, nên nguyên văn ly dục để số nhiều thay vì số ít. Mặc dù có bất thiện trong các pháp khác, vi phân ga chỉ kể đến những triền cái, nhưng pháp gì là bất thiện? Dục tham, sân, trào hội vân vân, để chứng tỏ sự đối nghịch xung khắc giữa triền cái với thiên chi. Vì triền cái là những pháp ngược hẳn với thiên chi, nghĩa là những thiên chi không ở chung với triền cái là loại bỏ và trừ khử triền cái. Định thì không ở chung với tham dục, hỷ không ở chung với sân, tâm không ở chung với hôn trầm, lạc không ở chung với trào hối, và tử thì không ở chung với nghi. Như vậy quý vị thấy là mỗi cái chí của thiên chí đó là nó đối trì với một chí của triền cái, và hai cái này nó có tính cách đối trì và trừ khử. Bởi thế trong trường hợp này cần hiểu rằng sự viễn ly bằng cách đè nén dục được ám chỉ trong câu là hoàn toàn ly dục, và viễn ly bằng cách đè nén cả năm triền cái được ám chỉ trong câu là ly bất thiện pháp. Hoặc triền cái tham dục được ám chỉ trong câu đầu, còn bốn triền cái còn lại là ám chỉ trong câu thứ hai. Hoặc là tham đối với năm dục thì ám chỉ trong câu đầu, sân và si thì trong câu sau.
Hoặc là câu đầu thì ám chỉ cho dục bộc lưu, dục ách, dục lầu, dục thứ, dục hề phược, dục kiết sự. Câu sau thì chỉ cho các bộc lưu, ách hay lầu khác. Lại nữa, tám tấm sở có gốc ở tham được ám chỉ trong câu đầu và các bất thiện tâm khác được ám chỉ trong câu sau. Thì đây là cái đoạn của Thanh Tịnh Đạo mà giải thích rất rõ các cái thiên chí riêng cải và ở trong cái các cái tâm thiên như sơ thiên đó. Thì mình đọc sơ qua như vậy bởi vì lát nữa đó mình sẽ đi vào cái từ là chữ jhana. À, nhưng mà bây giờ đã là 4:10 rồi thì thôi ha, chữ jhana để dành cho buổi sau. À, quý vị về đọc trước đi ha. Về đọc trước cái bài jhana này và quý vị nhìn ở trong cái bài jhana đó, nó có cái phần người ta chỉ cho mình là nên đọc cái đoạn nào đó, thì đấy cũng là đoạn này cũng trong Thanh Tịnh Đạo luôn. Quý vị về đọc Thanh Tịnh Đạo chương 10 ha. Thì trong Thanh Tịnh Đạo chương 10 là giải thích các tầng thiền. Quý vị về đọc trước cái đoạn đó thì quý vị lên dịch rất là dễ. À, chương 10, chương 4. Rồi hôm sau mình sẽ học tiếp mà chứ không là ngày học có hai chữ thôi rồi đỡ là mệt rồi ha. Thi chứ thi, con học hai bữa nữa mới thi lần này bài thi này. Giờ này con mới nhận này á, con mới nhận bài thi của mấy vị này, bên cái mấy môn kia họ chậm họ trả rồi, nhưng mà giờ hôm nay con mới nhận bài thi nghe. Đánh phóng chữ Pali hả? À, quý vị về các cái phóng đánh chữ Pali có chữ hát. Quý vị vô đánh vô nơi trang của Tổng Phước Khải cái thứ. Tổng Phước Khải. Quý vị chỉ vô Google đó, quý vị đánh Tổng Phước Khải ha. Thì trong đó là có những cái từ điển Pali hay là phóng Pali nó cũng khá nhiều. Dạ thôi mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Y đằng nô nhớ ti nàng hô tu su khi ta hôn tự nhà ta dư. Y đằng nô nhớ ti nàng hô tu su khi ta hôn tự nhà ta dư. Y đằng nô nhớ ti nàng hô tu su khi ta hôn tự nhà ta dư. Y đằng và ta mi buôn nhang a sa va kha ya va hang hô tu. Thank you.